Ok, Hồng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để cùng nhìn nhận và đánh giá lại tất cả các cái kịch bản mà chúng ta đưa ra trong tuần vừa qua. Sau đó thì Hồng Lê cùng với cộng đồng nhà đầu tư chúng ta sẽ có một vài các cái xu hướng nhận định cái tình hình thị trường trong tuần tới, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu mà chúng ta quan tâm, chúng ta theo dõi trong suốt thời gian vừa qua. Thì rõ ràng trong cái thời điểm vừa qua, trong tuần vừa qua thì lẽ ra Hùng Lê không làm cái bản tin video số 89. Hùng Lê không làm bản tin video số 89. Tuy nhiên là sau cái phiên thứ hai, sau phiên ngày thứ hai xuất hiện thì Hùng Lê cũng đã có trình bày ở trong trong cái bản tin video 89 rồi. Tức là rất nhiều những anh chị cộng đồng nhà đầu tư có nhắn tin, có gọi điện cho Hùng Lê, có nói rằng là Hùng Lê ơi, bây giờ Hùng Lê hỗ trợ tất cả những anh chị em ở trên team N01 thì đấy là những cái anh chị mà nó trong một cái phạm vi hẹp, vậy thì cộng đồng nhà đầu tư sẽ như thế nào, và Hùng Lê có thể làm một cái bản tin để thứ nhất là định vị lại VN Index, định vị lại thị trường, định vị lại cổ phiếu và xem thử là có những cái mã cổ phiếu nào, cái cách thức để chúng ta tiếp cận vấn đề nó như thế nào. Thì sau cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là VN Index của chúng ta đã gặp phải một cái sự cố, đó là dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán, Trung Quốc đã dẫn đến là có những cái tác động tiêu cực toàn cầu. Và chính vì cái việc là dịch viêm phổi cấp dẫn đến là chúng ta không có được những cái dữ liệu để chúng ta định lượng thị trường, và rõ ràng một điều là thị trường của chúng ta thì thường là đi theo chủ yếu là đi theo tin tức chứ nó không đi theo về cơ bản, nó cũng đi theo về kỹ thuật. Và trong bản tin video số 89 thì Hùng Lê có cái tựa đề là định vị lại VN Index trên bản đồ chứng khoán Việt Nam, sẽ lấp lại vùng khoảng 910 đến 915 điểm và tiếp tục mũi nhọn là chúng ta tập trung đánh banh và thép, bởi vì Hùng Lê thấy rằng là chỉ có banh và thép mới có được cái sự hồi phục tốt nhất khi mà Hùng Lê tại cái thời điểm đó Hùng Lê có những cái view và một số các cái mã cổ phiếu Hùng Lê có đề cập đến, ví dụ như VBank, ví dụ như SHB, Hòa Phát, Hoa Sen, vân vân. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích lại. Và tại cái thời điểm đó thì Hùng Lê cũng rất là khó khăn. Tại sao nó lại khó khăn? Bởi vì nó khó khăn ở một cái điểm, tức là Hùng Lê không biết lấy cái gì, tức là chúng ta không biết lấy cái gì để chúng ta đưa ra được một cái kịch bản tốt nhất cho thị trường, bởi vì rõ ràng một điều là thị trường chỉ phản ứng theo tin tức, mà rõ ràng là theo tin tức thì không thể có được một cái dữ liệu để chúng ta phân tích. Và tại thời điểm đó thì Hùng Lê đã lấy mốc phái sinh của chúng ta, đó là mốc 820 điểm. Trong buổi sáng trên tin Zalo thì Hùng Lê đã có lấy cái mốc 820 điểm để dự đoán là nếu như cái kịch bản mà tại thời điểm đó phái sinh của chúng ta đóng cửa trên 820 và đẹp nhất sẽ là vùng khoảng 825 đến 830, thì thị trường của chúng ta sẽ rất là ok. Và kết cái phiên ngày thứ hai thì rõ ràng là VN-Index của chúng ta đã có 840 điểm, như vậy là vượt ngoài kỳ vọng. Và trong cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích, tức là bản tin chiều ngày thứ hai, tức là ngày mùng 3, chiều ngày mùng 3 tháng 2 thì Hùng Lê có đề cập đến việc là phái sinh của chúng ta sẽ lấp lại vùng 830. Và các anh chị thấy là đến ngày thứ thứ ba thì cái cây nến này của phái sinh đã lấp lại vùng 830. Và sau khi lấp lại vùng 830 thì Hùng Lê có đề cập đến là phái sinh của chúng ta sẽ chạm về mốc 860. Đó, phái sinh của chúng ta sẽ chạm về mốc 860. Và đó là cái kịch bản cuối cùng của hợp đồng phái sinh mà Hùng Lê đưa ra. Còn ở trong ngày hôm nay thì Hùng Lê có một cái trong buổi sáng ngày hôm nay thì tí nữa ông sẽ nói ở trên Zalo. Tức là Hùng Lê có bẻ một cái kịch bản trong cái phiên ngày hôm nay, đó là phái sinh sẽ test lại vùng 850 trong phiên sáng. Đầu giờ sáng là ông đã có những cái dự báo này. Và cuối cùng thì đúng là đúng như dự kiến là phái sinh cũng đã lấp lại vùng 850. Và khi lấp lại thành công cái vùng 850 ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là khả năng sang tuần tới thì cái xu hướng của phái sinh sẽ kéo về vùng 870, thì tí nữa Hùng Lê sẽ đi phân tích chi tiết. Còn đối với kịch bản của VN Index thì Hùng Lê có đánh giá rằng là sau cái phiên của ngày 3 tháng 2, tức là phiên ngày thứ hai, thì VN Index của chúng ta sẽ lấp lại vùng ở đây, tức là vùng cận trên là 915 đến cận dưới là 910. Và chúng ta thấy rằng là đây là hai phiên mà VN Index của chúng ta đã lấp về vùng 920 trước khi mà hình thành một cái cây nến tăng mạnh của phiên ngày hôm
thứ 5 và cây nến hôm nay là cây nến thứ 6 của ngày thứ 6 thì đã đẩy VN Index của chúng ta đi về vùng 940, tức là cái biên trung bình của cái này từ 935 đến 945, 545 điểm đó. Và thì đấy là cái kịch bản Hùng Lê đã đề ra, và trong tuần vừa qua thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tập trung đánh nhanh và đánh mạnh nhóm banh. Thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái nhóm banh nó như thế nào trong cái thời gian vừa qua, và chúng ta cũng đã có thể thấy rằng là những cái phân tích dự báo của chúng ta nó khá là sát với thị trường. Hùng Lê cũng rất mong muốn hiện tại kênh của chúng ta là đang có khoảng 4.670 anh chị em đăng ký kênh, thì Hùng Lê cũng mong muốn là với những cái góc nhìn của Hùng Lê, với những cái chia sẻ của Hùng Lê, thì các anh chị có thể share những cái bản tin của Hùng Lê hoặc là giới thiệu cho anh chị em bạn bè để người ta có một cái kênh, thêm một cái kênh để tham khảo thôi, chứ Hùng Lê không nói là nó là tuyệt đối. Thêm một cái kênh tham khảo để chúng ta có được những cái quyết định trong cái đầu tư. Còn Hùng Lê vẫn nói là gì, phân tích dự báo xu hướng thị trường, đó là một cái điều xảy ra trong tương lai, và chính vì một cái điều xảy ra trong tương lai nên là chúng ta cũng ở cái góc độ là dự báo, đúng không? Ví dụ như dự báo thời tiết hay dự báo một cái gì đó thì kênh của chúng ta cũng như vậy. Và trên kênh Facebook Chứng khoán Tiến binh trên từng con sóng thì cái lượng thành viên của chúng ta bây giờ nó có khoảng 2.300 anh chị em tham gia, và khi nào đạt được một cái lượng nhất định nào đó thì Hùng Lê sẽ liên tục có những cái phân tích các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu ở trên này để cho chúng ta có thêm được những cái định lượng, để chúng ta có thêm được cái cập nhật. Ok, thì đấy là một vài cái ý Hùng Lê chia sẻ trước khi mà chúng ta đi vào view lại thị trường. Thì chúng ta sẽ nhìn qua Dow Jones, đúng không? Dow Jones sau những cái phiên chỉnh giảm thì đang có xu hướng quay về mốc 30.000 điểm, và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump thì đã có những cái tin tức rất là tốt. Chính vì vậy nên là ông này thì ông là tài phiệt về kinh tế rồi, nên là khả năng thì Dow Jones sẽ cán mốc 30.000 điểm, đó là trong tầm tay. Ngày hôm nay thì chỉ số Nikkei 225 Shanghai Hang Seng thì cũng đã có những cái sự hồi phục nhất định, và đâu đó thì ngày hôm nay Hùng Lê có đọc một cái tin tức, tức là ở Việt Nam thì chúng ta đã gọi là cấy thành công cái mô hay cái gì đấy, đại loại của cái để là phát triển cái tế bào của virus virus viêm phổi cấp, và sau đó đó là cái đề tài để cái tiền đề để chúng ta nghiên cứu ra cái loại vaccine để khống chế. Thì Hùng Lê nghĩ rằng là cái dịch cúm thì chúng ta cũng sẽ phải loại bỏ nó ra, bởi vì là nếu như phân tích dịch cúm vào trong cái phân tích của chúng ta thì chúng ta sẽ rất là khó, bởi vì chúng ta không có cái cơ sở gì để chúng ta định lượng cả. Đó, ok. VIX thì trong giai đoạn vừa qua, đặc điểm của VIX là trong phiên VIX giảm mạnh, có thể giảm 1,8 đến 2 điểm, và cuối phiên thì thường ở VIX đang lấy lại cái biên 114 đến 116 khá là tốt, tức là không bị gãy. Chính vì điều này nên nó cũng giữ nhịp cho thị trường khá là tốt. Lực cầu bắt VIX ở thời điểm hiện tại khá là ok. Tuy nhiên là chúng ta sẽ không tham gia đầu tư. Cơ bản là giữ nhịp cho thị trường và kỳ vọng VIX nó sẽ không bị gãy. Đối với Vinhome thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng từ từ đây, từ những cái vùng mà trước dịch. Sau đó thì Hùng Lê có phân tích định lượng đến một cái vùng kháng cự ở vùng đây là vùng 89 đến khoảng vùng giá 90 ở trong cái nhịp này, và sau đó thì Vinhome đã chỉnh chỉnh về, thì trong cái cây nến ngày hôm nay chính là ngày 3 tháng 2 thì Vinhome đã chạm lại về vùng hỗ trợ 82.5. Một số các tài khoản mà người ta đang có vị thế Vinhome thì đã bắt ở trong phiên này, và ông Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta cũng sẽ tiếp tục canh để chúng ta có thể chốt Vinhome ở khoảng vùng giá 90. Cơ bản là nhịp này thì Vinhome sẽ đánh trả lại vùng 90 thì chúng ta sẽ canh ở đây để chúng ta ra hàng một phần, hoặc là chúng ta sẽ ra hết tùy vào cái tín hiệu thị trường. Các cái điểm mua của Vinhome thì Hùng Lê không khuyến nghị, không còn. Tức là khi các anh chị nghe các bản tin của Hùng Lê, những mã cổ phiếu nào có điểm mua mua được thì Hùng sẽ nói là mua, còn nếu không thì Hùng chỉ phân tích để Hùng view thị trường thôi. Bản thân mã cổ phiếu VRE trong kịch bản video số 89 thì Hùng Lê có đề cập đến việc là VRE sẽ test lại cung ở vùng 29, và các anh chị thấy rằng là đúng không ạ? VRE có đến 3 phiên test cung 29. Đó, chúng ta không phải vội vàng thì chúng ta đua cả, chúng ta cứ bình tĩnh nó và test lại cung 29. Tại cung 29 này nếu như không bị gãy, và chúng ta thấy rằng là tất cả những phiên test cung của VRE thì gần như không bị gãy vùng 29, thì cũng có đề cập đến việc là VRE sẽ đánh chạm vùng 32.
Thì thực tế là đến tuần này thì VRE đã chạm vùng 32. Với lực cầu tương đối ổn định, tức là khoảng tầm trên 1,5 đến 2 triệu cổ phiếu là tương đối ổn định đối với Vincom Viettel. Thì với kịch bản này thì sang tuần thì VRE có thể trả lại một tí ở đây, tức là khoảng trả lại ở khoảng vùng 31,5. Nếu ở vùng 31,5 này không bị gãy, các anh chị nhé, vùng 31,5 này không bị gãy thì VRE sẽ có xu hướng đánh chạm lại về vùng 33,5, và tại vùng 33,5 này thì chúng ta cũng, các cái tài khoản của chúng ta đang có giữ VRE thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. Bởi vì như vậy là những cái nhịp phân tích của ông Lê từ vùng 29 mà như vậy chạm vùng 32 rồi, 32 chúng ta sẽ tiếp tục nắm và chúng ta sẽ có một nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây để chúng ta có thể chốt ở vùng 33 đến vùng 33,5. Chúng ta đánh ngắn ở trong nhịp đánh này. Ok. Ở Vinamilk, bản thân Vinamilk thì đã bị gãy nền ở đây, tức là bị gãy nền 116,5, và chính vì khi bị gãy nền và Vinamilk đã rơi chạm vùng 100, và trong bản tin 89 thì Hùng Lê cũng có đánh giá rằng Vinamilk cần phải test lại, tức là phải sắp setup lại vùng 105, và trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là Vinamilk đã có hai cây nến test lại ở vùng 105. Tại vùng 105 này không bị gãy thì Vinamilk sẽ có xu hướng đánh chạm vùng 112. Chạm vùng 112 này là chỉnh chỉnh thì chúng ta sẽ Hùng sẽ xem những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để có thể phân tích và định lượng ở đây, nhưng khả năng là sẽ lấp được khoảng vùng 112, mạnh hơn thì 113. Nhưng theo quan điểm Hùng là chúng ta cứ có lãi thì chúng ta chốt và chúng ta sẽ đánh những cái nhịp ngắn đã, còn khi nào mà có những cái chen sóng dài thì chúng ta sẽ tính toán sau. Đối với kịch bản Vinamilk là như vậy. Đó, vùng 105 đúng không ạ? Hai phiên lấp gáp vùng 105 không gãy, và sau đó thì Vinamilk đã có những lực cầu kéo lên. Hiện tại thì lực cầu kéo bắt đáy của Vinamilk khá là mạnh. Với quan điểm hiện tại của Hùng Lê như thế này, khá là mạnh. Chính vì khá là mạnh nên là nó sẽ đẩy lên ở đâu đó khoảng vùng 112 đến vùng 113, sau đó sẽ chỉnh kỹ thuật một tí. Chỉnh kỹ thuật một tí thì tùy thuộc vào cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để Hùng có thể có những cái phân tích định lượng là cái chỉnh kỹ thuật đấy nó sẽ đạp về đến đâu. Đó, và sau đó thì sau cái điểm đạt đó thì bao giờ Hùng cũng sẽ tìm được một cái điểm hỗ trợ ở đây để giúp cho anh chị em. Thì tất cả những cái điểm hỗ trợ đó thì Hùng Lê đều đều phân tích ở trên trên team Zalo anh chị nhé. Tí nữa thì Hùng sẽ nói sâu hơn về cái việc đó. SAB thì trong giai đoạn hiện tại SAB sau khi đã rơi và cái vùng hỗ trợ vùng lê tính toán ở đây là vùng giá 200 thì cũng đã bị rơi qua. Bản thân thì SAB sẽ bị tác động tiêu cực ở góc độ nào? Cái thứ nhất đó là về mặt trend sóng thì bản thân Hùng đã có những cái đánh giá rằng SAB đang bước vào một kênh xu thế giảm dài, và hơn thế nữa thì SAB lại đang chịu những cái tác động tiêu cực từ cái nghị định của chính phủ 180 nghị định của chính phủ về việc là phạt nồng độ cồn khi lái xe. Chính vì vậy nên là chắc chắn về mặt doanh thu và lợi nhuận sẽ có những cái tác động tiêu cực nhất định đến SAB. Vì vậy trong những cái xu hướng hiện tại thì theo như Hùng Lê nghĩ thì khả năng là cổ phiếu này lại tiếp tục rơi, tức là vùng 200 này nó sẽ không trụ được những cái điểm hồi này và sau đó sẽ rơi và rơi về khoảng đâu đó vùng 180 thì tính toán tiếp. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện tại này thì chúng ta không quá kỳ vọng về SAB, và như vậy thì SAB gần như là nó bị hỏng chen sóng rồi. Và nó cũng không còn cái tác dụng giữ nhịp cho thị trường nữa, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì tạo lập cũng không dám để neo giữ mã cổ phiếu SAB nữa. Nó khả năng theo những cái quan điểm của ông Lê là như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu VDC. VDC khi dịch cúm xảy ra thì VDC đã có một nhịp rơi rất là mạnh. Nhịp rơi này thì nó cũng phản ánh một phần những cái tác động tích cực tiêu cực của nhà đầu tư, đó là khi dịch cúm phát sinh thì cái việc đi lại của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và những cái chuyến bay, những cái cảng bay đến Trung Quốc và đến các cái đất nước lân cận của chúng ta, hoặc là những cái chuyến bay nội địa sẽ vắng khách hàng. Điều này sẽ dẫn đến là cái kết quả kinh doanh của các cái hãng hàng không nói chung và vận tải nói riêng thì nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Thì bản thân trong trong phiên ngày 3 tháng 2 thì VDC đã có cái lực cầu bắt lại từ vùng 120, thì bản thân vùng 120 này là một vùng hỗ trợ khá là mạnh. Và sau khi bắt cầu ở đây thì VDC đã có một nhịp test trả lại ở khoảng vùng khá là đẹp. Nếu sâu hơn thì sẽ trả lại vùng 125, nhưng gần như là VDC đã không trả lại cầu vùng 125. Những điểm mua của VDC đến thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá là không còn nữa. Các anh chị chúng ta không mua nữa.
và VDC có thể đập lại được về vùng 135. Từ vùng này thì khả năng là VDC lại có một cái nhịp chỉnh giảm tiếp. Và chỉnh giảm về đâu thì ông Lê sẽ có những cái kịch bản phân tích sau, bởi vì hiện tại thì chúng ta cũng sẽ nhìn được những cái dư địa của các cái mã cổ phiếu mà dự kiến nó có còn cái dư địa để tăng và tăng được đến bao nhiêu thì chúng ta sẽ phân tích. BVH bản thân BVH thì Hùng cũng đã có phân tích cho tất cả những anh chị em của chúng ta từ những cái thời điểm đâu đó ở xa xa ở trên này đó, và những cái nhịp mà BVH đang bước vào một cái kênh gọi là kênh giảm dài hạn, thì về bản thân là nếu không có dịch cúm thì BVH cũng sẽ đi theo những cái đường đi như này thôi. Và những cái dự kiến của ông Lê đó là BVH sẽ rơi về biên đó là biên trên là biên 54 để tích lũy trở lại. Để tích lũy trở lại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đây, cái cây nến của ngày hôm hôm nay là cũng đã rơi về khoảng vùng 54.7, tức là gần suýt soát đến cái điểm 54 theo những phân tích dự báo trước đây. Thì bản thân BVH thì theo Hùng thì Hùng nghĩ là BVH sẽ kéo lại lên được đâu đó khoảng vùng 61.5 đến vùng 62, và sau đó sẽ chỉnh giảm lại một nhịp nữa để chúng ta kiểm tra lại cái sức cầu cung cầu tại cái vùng 55 ở đây xem là có đạt được không, chứ còn các cái điểm mua của BVH thì gần như chúng ta không còn nữa đó, các anh chị lưu ý. MWG hôm nay đã bắt đầu có những cái dấu hiệu suy yếu nhất định. Bản thân MWG thì trong những cái nhịp phân tích ở gần đây thì Hùng Lê có đề cập đến cái vùng kháng cự mạnh của MWG là 120. Và trong khi mà MWG đánh chạm vùng 120 thì cũng có một cái điểm ở đây này, có một điểm tì bật ở đây đâu đó khoảng vùng không nhớ lắm, nhưng mà đâu đó một cái điểm tì bật ở đây này. Nếu mà không gãy cái vùng khoảng 117.5 gì đó thì tích lũy lại được thì chúng ta còn một cái target cuối của MWG 125. Tuy nhiên là cái phiên này là MWG đã gãy, và khi đã gãy cái điểm này thì cái kịch bản mà tăng sẽ không còn nữa. Đó, gãy xuyên và cũng gãy luôn cả cái vùng hỗ trợ 110 đây, và rơi về vùng thấp hơn, vùng nền thấp hơn đó là vùng 106 đến 108. Thì về cơ bản với xu thế hiện tại của MWG thì MWG sẽ có xu thế đi ngang các anh chị nhé, chưa có thể tăng giá được, thiên về kịch bản xu thế đi ngang khi mà dòng tiền đang có những cái dấu hiệu suy yếu. Và với kịch bản hiện tại thì Hùng Lê đang thiên về một cái kịch bản tức là sóng xê chỉnh. Các anh chị dùng hình dung sóng xê chỉnh, tức là khi MWG gãy có một cái cây nến gãy vùng 105 ở đây thì như vậy là sẽ có một cái nhịp đạp tiếp về vùng 95. Ở đây nó là cái giai đoạn này là một cái giai đoạn hết sức là nhạy cảm của cổ phiếu MWG. Chính vì vậy nên là những anh chị nào mà chúng ta đang có ý định mua thì chúng ta nên quan sát thêm. Những anh chị nào mà đang có hàng thì chúng ta sẽ xem ở cái mốc hỗ trợ đây. Nếu mà gãy vùng 106, thậm chí sâu hơn một tí là vùng 105 đó, thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta sẽ phải ra hàng, bởi vì khi đó thì MWG sẽ có những cái xu thế nó xấu hơn. Các anh chị lưu tâm. PNG là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã có những cái phân tích về mặt kênh sóng đó là một cái kênh xu thế dài. Bản thân PNG sau khi chạm vùng target phân tích ở đây là vùng 89 đến vùng 90 thì Hùng Lê có dự đoán đến một cái kịch bản của vùng 100, tuy nhiên là gặp một cái sự cố về dịch đúng không ạ, thì PNG đã rơi lại về vùng 78.5 đến vùng 80. Thì bản thân khi rơi về đây thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng là đây là một cái vùng hỗ trợ mạnh rồi và chúng ta có thể mua dần từ vùng này đó. Thì sau một tuần PNG tiếp tục có những cái nhịp đi ngang, thế này được tạm gọi là đi ngang, tức là tăng giảm đan xen nhau lấp lại. PNG đẹp nhất sẽ là lấp lại cái vùng gap, khoảng vùng gap 81 ở đây, và chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng này. Nếu tại vùng này PNG tích lũy thành công thì chúng ta lại có tiếp một cái cơ hội mà chúng ta sẽ mở mua PNG, bởi vì những cái nhịp đánh của PNG thì Hùng Lê đánh giá rằng là chúng ta sẽ vẫn còn những cái cơ hội. Tuy nhiên cơ hội hay không thì chúng ta cần phải có những cái điểm tì bật nhất định đó, và những cái điểm tì bật ở đó là chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng 81, chỉ được phép chỉnh lại về vùng 81, chứ còn nếu mà gãy hết cả cái vùng tì bật ở đây nữa thì như vậy là chúng ta lại hết hết một cái nhịp mà tăng, một cái nhịp tăng của PNG đó. Thì các anh chị mà đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu PNG thì chúng ta sẽ
quan sát lại ở vùng 81, khả năng cao thì PNG sẽ test lại ở khoảng vùng 81. Sâu hơn thì có thể đạp tiếp một nhát nữa về vùng 78.5 đến vùng 80. Tuy nhiên nếu kịch bản đạp lại vùng 78.5 đến vùng 80 thì như vậy là cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian và cần nhiều thời gian để tích lũy, chứ còn nó sẽ không thể tăng lại ngay được. Bình Minh BMP. Bản thân Bình Minh thì cũng có phân tích khá là dài và một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây là điểm 44 thì Bình Minh cũng đã bị gãy, và sau khi gãy cái nền này thì đương nhiên là cổ phiếu nó sẽ thường khi gãy nền, khi mà xu thế mọi người học lý thuyết Dow rồi, tức là trong một cái kênh xu thế tăng thì nó có xu thế tăng cấp 1, xu thế tăng cấp 2, thì trong một cái kênh xu thế giảm nó cũng như vậy. Khi mà ở cái vùng hỗ trợ cứng ở đằng trên nó bị gãy thì cổ phiếu nó sẽ có xu thế tích lũy lại cái nền thấp hơn, và với những tín hiệu hiện tại của Bình Minh thì Bình Minh lại quay về lại vùng nền 40. Vùng nền 40 và cũng là cái vùng hỗ trợ dài của cổ phiếu thì khả năng sẽ tích lũy lại ở quanh vùng này 40 đến vùng 41 đối với mã cổ phiếu Bình Minh. Đối với Z đúng không ạ? Thì trong bản video số 89 thì cũng đã có phân tích rồi về cơ bản là những cái kịch bản của Z ở đây. Z đã có những cái nhịp rơi rất là mạnh đây, thì những cái điểm này nó mang những cái tính chất điểm hồi, và với những cái quan điểm góc cạnh thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là theo nhùng lên thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ không tham gia Z ở những cái vùng này, và chúng ta sẽ chờ Z có khả năng là Z sẽ đạp tiếp lại một nhịp nữa ở vùng 32. Và khi về đến vùng 32 thì Z sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy lại, chứ một sớm một chiều thì Z cũng sẽ chưa thể tăng điểm được ngay, bởi vì như vậy là Z đã có một cái quá trình phá kỹ thuật từ vùng 40 về vùng 32, tức là chúng ta mất 10, tức là chúng ta đã mất khoảng tầm 25% trị giá, 25% trị giá ở trong cái nhịp này. Như vậy thì là một cái mức ở mất mức giảm cũng tương đối lớn, và chính vì vậy nên là cổ phiếu sẽ cần nhiều thời gian hơn. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu FPT. Bản thân FPT thì có cúng hay không cúng thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về khả năng một cái mô hình ở đây, đó là vai đầu vai, mô hình vai đầu vai. Thì về cơ bản là với FPT thì ông Lê đã có những phân tích định lượng nó gặp những cái vùng cản khó, những cái vùng cản khó ở vùng 89, vùng 50, 58 đến vùng 59 ở trong cái nhịp đánh này. Và khi mà chúng ta phân tích Bình Minh thì chúng ta đã lường trước được những kịch bản nếu như mà Bình Minh bị gãy cái điểm 57 thì cũng sẽ dự kiến là sẽ tích lũy lại ở cái nền ở dưới này, là nền 47 đến nền 48. Và thực tế thì trong phiên ngày mùng 3 tháng 2, Bình Minh cũng đã rơi về điểm thấp nhất là vùng 49, tức là cách cách cái vùng chúng ta dự báo ở đây nó khoảng 1.000. Và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng Bình Minh đang có những cái nhịp hồi, và những cái nhịp hồi mắc này có thể chạm lại về vùng 55, mắc chạm hồi về vùng 55, và từ vùng 55 này thì chúng ta, những anh chị nào mà đang còn hàng thì chúng ta sẽ bán. Ở giai đoạn này thì Hùng không có, không phải là giai đoạn này mà trước đây thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê là nếu như chúng ta có FPT thì chúng ta sẽ chốt đi, bởi vì là FPT đang có những cái nhịp phân phối rồi, và chính vì đây là một cái quãng đường nó phân phối, và khi nó phân phối hết thì có thể là không những là ở cái vùng 47 đến vùng 48 mà thậm chí là có thể về đến vùng 40. Đó, khi về đến vùng 47 48 mà cổ phiếu không giữ được nhịp thì nó lại rơi tiếp, có thể nó đây chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi. Thì đối với Bình Minh à đối với FPT là như vậy, ta sẽ canh để chúng ta ra hàng. Novaland NVL, Novaland thì như thế nào? Ở Novaland vỡ gãy này, gãy vùng 55. Nói chung cổ phiếu này thì năm ăn năm thua, tốt nhất là chúng ta cũng không không nên đánh. Và với xu thế này thì Novaland sẽ đạp tiếp một nhịp nữa, đạp về vùng nền 50. Mà Novaland mà giảm điểm là thị trường của chúng ta cũng mệt mỏi đấy, mệt mỏi. Khả năng là như vậy. Đây là một phiên phân phối giảm của Novaland. Phiên này hồi phục quay trở lại, hồi phục ở đây vùng 54. Tuy nhiên là với những cái tạo lập như này thì xu thế của Novaland vẫn là một cái xu thế giảm điểm thôi. Chúng ta sẽ không tham gia. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ như ngành dầu khí, gas.
Ở thời điểm hiện tại thì trong trong cái bản tin phân tích của Hùng Lê hôm nay, Hùng Lê đã gửi lên Zoom, thì Hùng Lê có đánh giá rằng là cái tổng quan của ngành dầu khí từ tháng 12 của năm 2017 cho đến thời điểm hiện tại, tức là khoảng 2 năm gần đây, thì hiện tại là nhóm ngành dầu khí đang có những điểm gọi là những cái điểm xu thế tạo tạo nền anh chị, xu thế tạo nền ở thời điểm thế này. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu chúng ta quan tâm đến nhóm ngành dầu khí, đến nhóm ngành dầu khí. Quan tâm có nghĩa là gì? Chúng ta đưa vào danh mục theo dõi, còn những cái điểm mua thì Hùng Lê chưa khuyến nghị. Khi nào có những điểm mua tốt thì Hùng Lê sẽ phân tích định lượng và có những cái gợi ý cho nhà đầu tư. Thì bản thân gap khi bị gãy nền 95 thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng đây, khả năng là gap sẽ rơi về vùng 85 và sâu hơn. Sâu hơn thì nền hỗ trợ sẽ rơi về nền 80, và trên thực tế thì là gas đã rơi về vùng 80, biên hỗ trợ 80 đến vùng 82. Và khi rơi về biên hỗ trợ vùng 80 đến vùng 82 ở đây thì chúng ta cũng có thấy rằng là gas đã có một cái sự hồi phục. Tuy nhiên cái sự hồi phục này thì nó cũng không thực sự là mạnh, không thực sự là mạnh. Và với những cái tín hiệu hồi phục này thì Hùng đánh giá rằng là khả năng mắc của gas sẽ hồi phục được đến đây, tức là đến được khoảng tầm vùng 88, maximum khoảng vùng 88, và sau đó gap sẽ có một cái nhịp giảm lại đây. Những cái nhịp giảm lại này thì nếu đẹp là chỉ giảm khoảng về vùng 85 thôi, thì cái cơ hội mà để chúng ta phân tích một cái nhịp đi tiếp của gap nó sẽ còn. Còn nếu như gap mà đạp lại về nền 80, nếu như gap đạp lại về nền 80 như vậy thì gap sẽ cần thêm thời gian, và bản thân gap thì thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa có gì để đáng nói. PVS, tại sao chúng ta lại nói đến dầu khí? Thì chúng ta có thể view lại một cái cách tổng thể như thế này. PVS có một cái nền hỗ trợ đây, đó là nền hỗ trợ 13.5 đến nền 14. Đây là một cái nền hỗ trợ khá là dài của mã cổ phiếu PVS, và dầu khí sẽ cần thêm, tức là Hùng đánh giá rằng là dầu khí sẽ tạo nền, tạo đáy ở trong quý 1 năm 2020, sẽ tạo 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 đáy ở trong quý 1 2020, tức là nó còn khoảng tầm một tháng nữa để chúng ta tạo nền, và một tháng nữa để chúng ta quan tâm và phân tích tại đây. Bản thân PVS từ một cái nhịp chỉnh giảm từ khoảng vùng 24 thì cũng đánh giá rằng PVS đang đi vào một cái trend xu thế giảm giá dài hạn, và trong cái giảm giá dài hạn đó thì Hùng Lê đã tính đến cái tọa độ ở vùng 15 đến vùng 15.5. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng cái nền này nó cũng sẽ chưa ổn đâu, và những cái nhịp tăng lên, những cái nhịp tăng lên bull lên và sau đó thì PVS lại 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 tích lũy lại đây. Và cái nền 10 cái nền vùng 13.5 đến vùng 14 đây mới là cái nền mà chúng ta sẽ quan sát để chúng ta có thể tính toán một cái tọa độ ở một cái trend sóng nó dài của mã cổ phiếu ngành dầu khí nói chung và PVS nói riêng. Thì PVS là một cái mã cổ phiếu mà rất là hay, và khi chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta đánh mã cổ phiếu này thì Lê sẽ nói và sẽ đánh rất là mạnh luôn. Ngành dầu khí thì nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng khá giống với nhóm ngành ngân hàng, khi nó xanh thì nó xanh cả dòng và nhìn sẽ rất là sướng, nhìn rất là sướng luôn, và nhà đầu tư cũng nhìn cảm thấy rất là sướng và có những hệ hiệu ứng cực kỳ tốt. Bản thân PVD cũng hoàn toàn tương tự như PVS, tức là khi mà PVD đã có một cái nhịp chỉnh giảm đây thì Hùng Lê đánh giá rằng PVD cũng đang bước vào một cái kênh giảm dài hạn. Các anh chị có thể xem lại những cái video cảnh báo trước đây của Hùng Lê, thì Hùng Lê đã khuyến nghị là chúng ta không tham gia đầu tư PVD, PVS ở trong cái nhịp vừa rồi. Khi trong một cái nhịp giảm dài như này thì Hùng Lê đã có tìm đến một cái biên hỗ trợ của PVD, đó là khoảng vùng 11 đến vùng 12, và biên trung bình của nó là khoảng vùng 11.5. Thì chúng ta sẽ chờ đợi, các anh chị không đi đâu mà vội cả, chúng ta sẽ có thời gian, chúng ta sẽ có cái điểm tích lũy, và chúng ta sẽ chờ một cái cơ hội để chúng ta đánh cái dòng họ P. Và dòng họ P thì dự kiến là trong quý 1 2020, Hùng Lên nhấn mạnh là như vậy, sẽ tạo nền xong. Sau khi tạo nền xong thì chúng ta có thể đánh dòng dầu khí ở khoảng quý 2, rơi vào tầm quý 2. Thì bản thân PVD đây là một cái nhịp hồi phục lên, và Hùng đánh giá rằng là PVD sẽ có những nhịp quay trả lại nền, tức là quay trả lại nền 12 hoặc là sâu hơn sẽ là khoảng vùng 11.5, và trong trong thời gian còn lại của quý 1 thì họ dầu khí sẽ tích lũy tại đây, và chúng ta sẽ chờ đợi những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây của PVD. Một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị PVT, Hùng đã khuyến nghị mua ở trên Zoom.
Bởi vì Hùng có đánh giá rằng những cái ý đồ tạo lập của mã cổ phiếu PVT, các anh chị có thể xem lại, tức là PVT cái cách hồi phục của PVT gần như là hồi phục chữ V. Chữ V sau một những cái nhịp mà PVT rơi mạnh thì cái nhịp hồi phục liền sau đó nó sẽ hình thành cái chữ V, đấy là cái ý đồ tạo lập. Vậy thì chúng ta cũng dự báo thôi chứ chúng ta không làm gì cả. Khi PVT rơi vào vùng 12.5 đến vùng 13 thì Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị là chúng ta sẽ có những cái điểm mua, mua một ở vùng 13.3, mua hai ở vùng 13 và mua ba ở vùng 12.5. Hiện tại các chị nhìn thấy nhá, khi PVT đánh lên thì Hùng đánh giá rằng là đánh mắc này nó sẽ chạm lại được khoảng vùng 14, và từ về vùng 14 này thì PVT sẽ đánh trả lại vùng nền 13, và ở cái nhịp tả này chúng ta sẽ canh mua ở cái nhịp tả này để chúng ta có thể kỳ vọng một cái target mạnh thì sẽ ở khoảng vùng 15.5 đến vùng 16 theo như dự kiến cùng lên là như vậy. Thì chúng ta cũng tranh thủ chúng ta đánh ngắn ở một nhịp PVT ở đây. Thì nhân tiện cái câu chuyện về ở nhóm ngành dầu khí thì ông Lê phân tích luôn mã cổ phiếu PVT vào đây. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu PLX. Bản thân PLX trong giai đoạn hiện tại thì những cái nhịp ở đây thì Hùng đánh giá rằng là PLX nó không mạnh, tức là những cái nhịp ở đây nó mang cái tính chất những cái nhịp tạo nền, tức là nhịp buôn lên buôn xuống. Đây là một phiên gãy bất thường, chính là cái phiên mà nó liên quan đến dịch cúm. Nếu chúng ta nhìn một cách tổng thể hơn thì PLX cũng đã chạm về vùng hỗ trợ, tức là từ lúc lên sàn ngoại trừ cái việc là từ cái nền 40 ở đây thì gần như là khi chạm về vùng 50 thì PLX không bị gãy, 1 2 3 4 khoảng tầm 5 lần. Chính vì vậy nên là khi PLX rơi về, về vùng 50 thì đã có một cái lực cầu bắt lên. Tuy nhiên cái lực cầu này thì cũng đánh giá rằng nó không thực sự là mạnh các anh chị nhé. Cái lực cầu này nó không thực sự là mạnh, chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ có xu thế đạp lại nền, đạp lại nền, và nó sẽ đi ngang ở đây, nó sẽ đi ngang dài, đi ngang cho đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy có được những cái tín hiệu thực sự là tích cực, có những cái dòng tiền thực sự là đủ mạnh để đánh cổ phiếu lên, thì khi đó Hùng Lê sẽ có những cái phân tích khuyến nghị cho chúng ta những cái điểm mua. Rồi ok, chúng ta sẽ tập trung chúng ta đi phân tích nhóm ngành ngân hàng. Thì tại vì sao mà Hùng Lê lại có những cái phân tích định lượng cho cộng đồng nhà đầu tư sau cái phiên ngày 3 tháng 2, chính là phiên này thì chúng ta sẽ tập trung đánh banh. Bởi vì Hùng Lê có những cái dự báo nó cũng nói nôm na đó là có những cái phân tích, những cái tiên lượng nó cũng khá là sát, về cơ bản là khá là sát với thị trường. Thì lúc đó Hùng nhìn thấy cái nhóm ngân hàng nó rất là đẹp. Trong kịch bản đề ra đối với Vietcombank đó là gì ạ? Vietcombank sẽ test lại ở vùng giá 87.5. Các anh chị cứ xem lại trong bản tin video 89 xem Hùng có nói cái đó không. Bởi vì tất cả những cái gì Hùng nói thì nó sẽ theo một cái mạch nước, nó đúng thì nó sẽ đúng và nó sai thì nó vẫn sẽ sai ở trên đó, không có sao cả. Vietcombank sẽ sau một cái phiên đẩy tăng dài, bởi vì bản tin đấy là bản tin Hùng làm ở chiều ngày 3 tháng 2, tức là đã kết thúc cái phiên ngày 3 tháng 2, thì một số nhà đầu tư đề nghị là nên làm một cái bản tin để coi như là định vị lại, giúp nhà đầu tư xem là bây giờ VN Index có giảm được không, khi nào giảm, khi nào thì hết giảm đó. Thì Vietcombank sẽ có những phiên test lại ở vùng 87.5, không bị gãy thì cái xu thế với quan điểm hiện tại của ông Lê là Vietcombank sẽ kéo lại về vùng 94 đến vùng 95. Với những tài khoản nào mà chúng ta đang có Vietcombank thì chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta sẽ canh chốt ở vùng này. Và bản thân trong phiên ngày hôm nay thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về Vietcombank và khuyến nghị chúng ta chốt ở vùng giá 90, mua ở vùng giá 90. Vietcombank thôi nói luôn để 8 giờ đây. Vietcombank nếu xúc qua 90, nói tiếng xúc nó không đúng, tức là đánh qua 90 thì ai đang có vị thế thì xúc nốt và đánh cái kèo cuối cùng của Vietcombank. Đó là những cái cảnh báo mà ông Lê đưa ra trong phiên ngày hôm nay đối với mã cổ phiếu Vietcombank. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại, Vietcombank test những cái phiên test này rất là đẹp, và chỉ cần một cái phiên mà Vietcombank hút lại cầu nó cũng nhanh thôi. Vietcombank nó đánh cực nhanh luôn, các anh chị yên tâm như thế thì có thể sẽ có một cây nến xanh dựng dựng lên như này, thì coi như là đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta định lượng. Và những anh chị mà có vị thế của Vietcombank thì phiên ngày hôm nay Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta mua. Vietcombank xong rồi đến BIDV.
Bit thì Hùng cũng đã có những cái kịch bản điều chỉnh ở trong 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 cái nhịp này cho tất cả những anh chị em trong team của Hùng lên. Bởi vì Bit này, VB Bank, đây là một cái nhịp vùng view. Đây, Bit này. Bit trong cái kịch bản vùng view đó là trong ngắn hạn thì Bit đã có một cái nền phân phối ở vùng 54 đến vùng 55, và đây cũng là một vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu các cái nhịp lấp gáp. Nếu lấp gáp không gãy được vùng 52, nếu như gãy cái nền này thì xu hướng tích lũy sẽ thấp hơn, và xu hướng hiện tại thì Hùng Lê đang nghiêng về kịch bản là Bit sẽ trả lại nền 48.5 để tích lũy ở cái nền này, ở cái nền này. Đó thì đấy là những kịch bản Hùng Lê điều chỉnh về Bit. Bản thân những phân tích định lượng ở trong phiên ngày 3 tháng 2 thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến việc Bit sẽ đánh chạm lại được khoảng vùng 55, và sau đó thì sẽ chỉnh, và các anh chị có thể nhìn thấy là cái cây nến ngày hôm nay, cây nến ngày mùng 2 tháng 5, ngày mùng 5 tháng 2 thì Bit đã chạm được khoảng vùng 54.9, tức là suýt soát khoảng 0.1 nữa thì chạm vùng 55 và đã không giữ được nhịp ở trên này. Và hiện tại thì những cái lực bán của Bit nó tương đối là mạnh, chính vì vậy nên là Hùng Lê đang thiên về một cái kịch bản ở đây, đó là Bit sẽ test lại ở vùng 4. Đây Hùng sẽ vẽ lại ở vùng 48.5 đến khoảng vùng 48. Bit sẽ tích lũy sâu hơn, và tích lũy ở vùng này thành công thì chúng ta sẽ tính toán đến một cái tọa độ tiếp theo của BID, đúng không? Chúng ta sẽ tính toán một cái tọa độ BID, và Hùng Lê sẽ liên tục cập nhật những cái diễn biến của mã cổ phiếu Bit. Thì về cơ bản là chúng ta, nếu chúng ta xem ở trong một cái góc độ hiện tại thì Bit, khi Bit chạy về vùng 55, tức là trong một cái sóng lớn thì Bit cũng đã chạy gần như hết sóng các anh chị nhé. Bit cũng đã gần như chạy hết sóng, một cái sóng tăng cực cực khỏe luôn của Bit, tính từ vùng 20 lên vùng 55, tức là tăng khoảng 2,5 lần, đúng không ạ? Đó, vậy thì đến tại thời điểm này thì chúng ta cũng sẽ xuất hiện những cái dòng tiền mà sẽ bắt đầu chốt dần Bit ở đây, và chúng ta sẽ chờ những cái vùng 48.5, 48.5 để chúng ta có những phân tích định lượng tiếp theo. ACB là một mã cổ phiếu tương đối là nặng bởi vì nó đi ngang, gần như nó đi ngang suốt ở quãng thời gian ở năm 2019 và một phần của năm 2018, 6 tháng của năm 2018, và nó chỉ đi ngang ở biên, đó là biên vùng 22, khoảng 21.5, và maximum nó đạt được khoảng vùng 24. Thì bản thân trong trong kịch bản view ngày 3 tháng 2 thì cũng có đánh giá rằng là nhịp này thì ACB chắc cũng chỉ đánh về được vùng 24. Và target vùng 24 thì ACB đã hoàn thành những anh chị. Mạnh hơn thì nó có thể về được vùng 24.5, tuy nhiên cái kịch bản về vùng 24.5 thì lại phải xem ở đây. Nếu như kịch bản về vùng 24.5 thì đây này, không được gãy ở đây này, khoảng 23.5. ACB sẽ có những nhịp trả về vùng 23.5, không bị gãy ở đây thì từ đây mới kéo lên được khoảng vùng 24.5. Tuy nhiên đối với hiện tại thì ACB Hùng đánh giá là chúng ta sẽ không nên cầm cố lâu, và chúng ta sẽ nên đánh nhanh rút nhanh. Và những cái tài khoản mà đã mua được ACB ở trong những nhịp lấp gáp ở đây thì cũng đã khuyến nghị chúng ta ra hàng ở khoảng vùng 24, nó là khá là đẹp, nó là hợp lý. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu MBB. Bản thân MBB trong nhịp đánh này thì đánh giá rằng MBB không thực sự là khỏe, không thực sự là khỏe. Trong nhịp rơi ở đây thì Hùng đã có những phân tích định lượng là MBB có thể nhịp này có thể đánh chạm lại được khoảng vùng 21.5, chạm lại vùng 21.5 sau đó lại chỉnh, và với những cái tín hiệu động thái hiện tại của MBB thì về cơ bản MBB lại bước vào một cái vùng chỉnh ở đây, và chúng ta lại xem ở cái vùng 21, nếu gãy vùng 21 này thì MBB lại có xu thế, tức là quay lại vùng nền 20 một lần nữa, hoặc là có thể cao hơn một tí, là khoảng đẹp nhất thì nó sẽ không bị gãy vùng 21. Nhưng mà gãy vùng 21 rồi, khi mà đã bị gãy vùng 21 rồi thì xu thế khả năng cao là sẽ gãy vùng 21. MBB đợt này đánh nó hơi khó chịu, và khi gãy về đây thì lại lình trình tích lũy đi ngang. Nói chung là MBB nhịp này không làm ăn được, cơ bản là như vậy. Và chúng ta, những anh chị nào mà chúng ta đang có MBB thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta tạm thời chốt, bởi vì là cũng chưa ổn. Nói chung là nhìn trên một cái kênh xu thế trung hạn cũng chưa ổn.
nó cũng sẽ có những nhịp lình xình ở quanh đây thôi, và chúng ta sẽ đầu tư sau. Đối với MBB thì đánh giá không ok, không mạnh. Công thương CTG, thì hẳn là những anh chị em mà đã đồng hành với Hùng Lê từ những cái bản tin video khoảng từ vùng bây giờ là bản tin video 89 đúng không anh chị, tức là chúng ta đã có khoảng tầm 89 bản tin rồi. Thì những anh chị mà đã xem những bản tin trước thì Hùng đầu tiên là Hùng đánh giá Vietcombank chạy lít dòng ngắn hàng, sau Vietcombank thì Hùng đánh giá BID đúng không ạ, các anh chị cứ xem lại. Sau BID thì nó sẽ có công thương, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là công thương thì những cái nhịp mà target Hùng lên phân tích trước đây thì chúng ta không nhắc lại nữa. Chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá bản hiện tại của công thương. Công thương sau khi chạm vùng 27 thì Hùng có đánh giá rằng là khả năng sẽ có một vài cái cây nến ở đây kéo rút lên, kéo rút lên để cuốn dòng tiền nhà đầu tư, có thể kéo rút lên ở khoảng vùng 28, và từ vùng 28 này thì công thương sẽ chỉnh. Bản thân những cái miếng đánh của công thương thì Hùng đánh giá rằng là có thể là công thương sẽ chưa hết sóng, công thương sẽ chưa hết sóng, và cái nhịp này là nhịp nháp của công thương. Tuy nhiên với một cái nhịp nháp thì cũng phải rũ hết sạch sẽ tất cả những cái nhà đầu tư cá nhân đang 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 bám ở trên cái tàu này. Và hôm nay có dự dự kiến một cái điểm tọa độ chỉnh ở đây, đó là khoảng vùng 24.5. Một số anh chị thì nói rằng là công thương làm gì về được vùng 24.5, ông nói phép. Tuy nhiên với những cái cách nhìn của ông Lê thì có thể là sai, nó không không sao cả, nhưng mà chúng ta dự phòng còn hơn là chúng ta tránh những cái kịch bản nó xấu và tránh mua đuổi những cái phiên nó giá cao. Thì bản thân với quan điểm của ông Lê là công thương sẽ đánh chạm khoảng vùng 28 đến 28.2, sau đó chỉnh lại đẹp sẽ là khoảng vùng 24.5, 24.5 đến vùng 25. Chỉnh đạp lại một phát ở đây, đạp lại một phát ở đây, tích lũy lại thành công ở đây một hai phiên ở đây, sau đó thì chúng ta mới nói tiếp đến cái câu chuyện là công thương có tiếp tục có một cái sóng lớn hay không. Bản thân thì trong những cái nhịp đánh, những cái miếng đánh ở trước đây thì Hùng Lê cũng đã có phân tích những cái cách đi của công thương, những cái cách đánh tạo lập cổ phiếu của công thương, thì các anh chị cứ yên tâm và các anh chị cứ thử chờ xem là những cái kịch bản vùng lên phân tích đưa ra ở đây thì nó có chính xác hay là không, hoặc là nó sẽ gần sát thôi, nó có không thể có thể là không tuyệt đối là ở vùng 24.5, có thể là nó sẽ đạp xuống ở vùng 24 thấp hơn một tí, nhưng mà nó sẽ loanh quanh ở vùng này đấy. Và thời điểm hiện tại thì chúng ta không còn những điểm múa đẹp của công thương canh để mà chốt chốt nhanh còn kịp. Ngày hôm nay là nó có khoảng gần 9 triệu cổ phiếu phân phối ở 9 triệu cổ phiếu phân phối ở quanh vùng 28, các anh chị lưu ý là như vậy. À 27.5. 27 đến 27.5 là đã có gần 9 triệu cổ phiếu phân phối. Đấy là một cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải có những cái cảnh báo. Techcombank. Techcombank thì yếu nha anh chị, Techcombank không ăn thua. Đúng không ạ? Techcombank trong Hùng cũng có định lượng ở trong bản tin số 89. Đó là có thể có những cái nhịp test không gãy ở vùng 21 thì nhịp này đánh chạm mắt chạm được khoảng vùng 22.5, hiện tại thì 22.15, và khả năng thì khi chạm đến vùng này thì lại chỉnh, chỉnh thì chỉnh đẹp ấy. Nếu mà chỉnh đẹp thì đây chỉnh về vùng 21.5 này thì cái cơ hội để kéo đi tiếp là còn này, chứ còn nếu mà lại đạp lại nền nữa thì còn lâu lắm, nó sẽ tích lũy lại nền nó sẽ rất là lâu. Techcombank không ăn thua trong nhịp này, giá không ok lắm. HD Bank. Ok, đối với HD Bank thì đã vượt kỳ vọng. Bản thân là HD Bank ở trong phiên 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 ngày mùng 3 tháng 2 thì đã chạm lại ở đây, tức là nền phân tích 25.8 này. Đây là một cái nền phân tích dài của HD Bank, các anh chị có thể view lại nó. Đây là một nền phân tích cực dài, và cái biên của HD Bank đó là biên 25.5 đến vùng 26, đây là vùng hỗ trợ. Thì khi chạm về đây thì thường cổ phiếu sẽ bật lên hai lần, và đến đây là lần thứ ba. Thì nếu như những anh chị mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì chúng ta hoàn toàn chủ động có thể bắt đáy được ở những cái phiên này, tức là khi HD Bank chạm vùng 26. Và kịch bản Hùng Lê đưa ra trong bản tin video số 89 là gì? HD Bank sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 27. Không gãy ở vùng này thì cái cơ hội đánh chạm vùng 29 là còn, và thực tế thì HD Bank đã hoàn thành cái vùng mục tiêu của chúng ta, đó là vùng 29. Một số các cái tài khoản của ông Lê thì đang hình như là đang muốn chốt HD Bank cao hơn, nên là hôm nay có hỏi là thế khi vượt target rồi thì sẽ đánh về bao nhiêu.
Vậy thì khi cổ phiếu vượt target thì chúng ta sẽ phản ứng hành động như thế nào đối với cổ phiếu của chúng ta? Phiên hôm nay thì HD Bank có một phiên test đẹp này. Tuy nhiên là điểm test này cũng chưa thực sự là sâu. Điểm test sâu của HD Bank sẽ đánh chạm về vùng 29, và khi ở đây là vùng kháng cự thì bây giờ nó lại trở thành đây là vùng hỗ trợ. Chính vì vậy nên là chúng ta đã đổi sang màu xanh. Đó. Và không gãy ở vùng 29 ở đây thì cái cơ hội để HD Bank đánh tiếp một nhịp nữa đó là đánh về vùng 31. Còn đó, đối với HD Bank, và HD Bank là những mã cổ phiếu nào đẹp thì cũng sẽ đánh giá là đẹp, còn những mã cổ phiếu nào tòm tèm thì chúng ta chỉ phân tích để chúng ta có được những cái góc nhìn, góc view thôi. VPBank và VPBank thì VPBank thì sao? Thì trước khi mà nói đến câu chuyện VPBank, đây cùng sẽ cho các anh chị thấy nhé. VPBank, cái mức độ cập nhật của VPBank nó là một ngày trước này, đấy, 2 ngày này, 3 ngày này, 5 ngày này. VPBank chạm nền hỗ trợ này, nếu ai đang có vị thế tham gia mua dần vùng 21 đến vùng 21.3 này, trong cái thị trường hoảng loạn thì sẽ có nhiều cái điểm mua này đối với VPBank. Những phân tích đánh giá về VPBank, VPBank khỏe, xu hướng nhịp này sẽ chạm khoảng vùng 24.5 đến vùng 25 này, chỉnh để tích lũy, và sau sau đây cũng có đánh giá này, sau Vietcombank này, Bit này, gần đây thì cũng có đánh giá Vietcombank, công thương sẽ list dòng ngân hàng, và tiếp theo sẽ là VBank và SHB. Đây là những cái bản tin khoảng 3 ngày trước, 3 ngày trước thì cũng có đánh giá đến việc VBank, và những cái điểm mua thì cách 5 ngày thì cũng có đánh giá 5 ngày trước, đúng không, đối với VBank. Bản thân tại vì sao Hùng là rất thích cái mã cổ phiếu VBank, thì các anh chị xem lại khi VBank chỉnh từ vùng 22 và đi về vùng 19, tức là những cái bản tin lúc này là nhà đầu tư những bản tin ở những cái thời điểm khoảng ngày 15 tháng 11 năm 2019, thì Hùng lên đánh giá rằng là ở đây chỉ là những cái dòng tiền nhỏ lẻ ra thôi, những cái dòng tiền lớn của VBank nó đang nằm ở đấy và nó sẽ đánh lớn, đánh mạnh. Và khi đó thì Hùng đã có những cái phân tích VBank từ khoảng đâu đó vùng 19.8 đây ở nhịp bên này, tức là sau khi hình thành được cái nền nó bung qua cái nền 19.5 thì Hùng đã có những cái khuyến nghị ở các anh chị chúng ta mua, và cái target mùng lên đặt ra đâu đó khoảng vùng 22 đến vùng 22.5 thì nó view phát lên vùng 23 luôn, và sau đó nó rơi lại. Và trong kịch bản của VBank, đây vẫn còn đây. Đây là phiên ngày 3 tháng 2 và có đánh giá rằng là nếu nó sẽ VBank sẽ có những điểm test lại ở vùng 22.3, và trên thực tế thì VBank chỉ test lại đây, cây nến này chỉ test lại sâu nhất ở vùng 22.5, tức là cách cái vùng dự báo của chúng ta khoảng 0.3. Thì VBank sẽ có một cái nhịp đánh tiếp, đó là đánh chạm lại về vùng 25, và trên thực tế thì VBank đã vượt qua kỳ vọng của chúng ta, đúng không ạ? Hùng chỉ đánh giá đến vùng 25, xong đó thì sẽ chỉnh lại, và chỉnh lại nó đẹp đẹp một tí, chứ còn chỉnh lại thế này thì chúng ta cũng sẽ chưa thể ăn được, VBank thì cái cơ hội ở đây thì bây giờ cũng đang đưa ra hai cái kịch bản cho nhà đầu tư, các anh chị chú ý nhé. Cái mục tiêu hoàn thành 25 thì hoàn thành rồi, thì VBank sẽ có những nhịp test chỉnh lại và những nhịp chỉnh ở đây này, đây vùng kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ, không gãy ở nền 24.5 thì cái cơ hội VBank sẽ đánh chạm lại vùng 20 26.5 đến vùng 27 rồi mới chỉnh, tức là lên về đến cái vùng này rồi VBank mới chỉnh 26.5 đến vùng 27 anh chị nhé. Đây, VBank sẽ đánh chạm lên vùng này rồi mới chỉnh, và chỉnh khi chỉnh ý, thì nên chỉnh về khoảng vùng 23. Và các anh chị, nhiều anh chị bảo là nó đánh lên được đến vùng 27 rồi làm sao nó rơi được về vùng 23, cứ yên tâm đi, sẽ có, không có gì phải vội cả. Đó thì đây, đó là những cái kịch bản dự báo sớm các anh chị nhé. Đây là những cái kịch bản dự báo sớm, thì nó có thể là đôi lúc là cái giá nó đi lên, nó có thể không về đến 27, nó chỉ về đến 26.5 thôi, ví dụ như vậy, thì nó cũng khá khá là sát ở đây. Kịch bản của VBank là như vậy, và đối với thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng VBank sẽ là một mã cổ phiếu khỏe của nhóm ngành ngân hàng, sẽ là một mã cổ phiếu khỏe, và những cái điểm đánh, những cái trend sóng lớn của VBank đã hình thành, sẽ là một mã cổ phiếu khỏe, và mục tiêu nó sẽ có những mục tiêu xa có thể là sẽ 3x ở đây này, 30 này,
Tuy nhiên để có đến những vùng 30 thì Hùng Lê sẽ liên tục phân tích cập nhật, bởi vì nó cũng sẽ phân tích từng cái giai đoạn một, nó giống như mã cổ phiếu BIT ấy, hoặc là nó giống như Vietcombank, chúng ta đề ra rất nhiều cái target và lần lượt từng target một hoàn thành, như thế nó sẽ dễ hơn và nó cũng sẽ chủ động cho nhà đầu tư. Phân tích ba mã chứng khoán, dạo này thì thôi không không cần phải phân tích cũng biết rồi. SSI rơi vùng hỗ trợ đây, vùng 18, tích lũy lại đây thì về cơ bản là khi chạm lại đây thì cũng đánh giá rằng nó lại dội lại thôi. SSI hiện tại cũng chưa có gì xuất sắc các anh chị, vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu thế giảm dài hạn, và chính vì giảm dài hạn nên tốt nhất là chúng ta tránh xa nó ra, đừng có dây vào những cái thằng giảm dài hạn. Còn cái ông HCM thì không phải giảm dài hạn, mà ông HCM là cái ông đi ngang, thì khi ông đi ngang té tạt đi ngang này thì tốt nhất thì chúng ta cũng sẽ nên tránh. Và trong kịch bản view của ông Lê trong cái kịch bản mà 89 thì cũng có đánh giá rằng là HCM sẽ tiếp tục đi ngang. Với những cái động thái như thế này thì nó khó lên lắm anh chị, dòng tiền thì đi ngang đó, cổ phiếu thì bị rơi tõm xuống cái này thì nó sẽ cần nhiều thời gian lắm, và bắt những cái vùng này nó nguy hiểm lắm, nó chỉ có những cái được những cái nhịp hồi ngắn rồi sau đó thì nó lại đạp đi đạp lại, và chỉ trừ khi nào mà chúng ta có được một cái dữ liệu nó tốt nhất về cổ phiếu thì chúng ta đánh. VND, VND là mã cổ phiếu mà ông đã khuyến nghị chúng ta cần chú ý và cần tham quan ở trong cái thời điểm hiện tại. Ở VND đã có một cái chu kỳ giảm khá dài từ vùng 30 về vùng 14, mất 16, tức là mất khoảng hơn 50% về trị giá. Ở thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu của VND, chúng ta có thể định lượng như sau. Thì Hùng lên thay đổi kịch bản một tí, tức là vùng nền của nó là vùng 13.5 đến vùng 14. Biên tích lũy trung bình của nó ở khoảng vùng 13.7. Ở vùng 13.7 này chúng ta cứ mua đi, chúng ta mua khoảng tầm 30% vị thế. Tức là dự kiến là chúng ta mua được khoảng tầm 1.000 cổ phiếu, thì ở cái vùng này chúng ta mua đến khoảng 300 cổ phiếu, yên tâm không chết đâu, khả năng là không chết. Và VND thì là đang nhìn thấy những cái sóng sánh ở đây rồi, các anh chị cứ bình tĩnh, chúng ta mua gom, và sau khi chúng ta mua gom xong thì VND vượt được cái thằng nào nhỉ, vượt được cái thằng cái này, VND vượt được cái thằng này này thì chúng ta sẽ mua tất tay được. VND vượt được cái thằng này là khoảng đâu đó khoảng thằng vượt được khoảng vùng 14.5 thì chúng ta mua tất tay, tức là chúng ta sẽ mua tiếp khoảng 70% còn lại nữa đó. Điểm chúng ta sẽ có hai điểm mua đối với VND. VND trong giai đoạn hiện tại thì cũng nên đánh giá khá là đẹp, khá là ok. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát HPG. Đối với HPG thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì một số tài khoản của ông Lê là hỏi chốt đấy, và ông Lê bảo là nên chốt đi xong đấy là ta lại mua lại. Đây, chốt đi tí mua lại, tức là khi đó thì Hòa Phát đâu đó cũng chưa chưa bị đạp mạnh. Hòa Phát chủ yếu là đạp mạnh phiên chiều. Thì bản thân là trong trong cái kịch bản view của ở bản tin 89 thì ở vùng 23.5 cũng có định lượng vùng 23.5 không gãy thì cái cơ hội mà Hòa Phát quay lại vùng 25 thậm chí là mạnh hơn thì quay lại được vùng 25.5 thì nó sẽ đạp lại thôi, nó sẽ đạp lại, bởi vì đây là một cái nhịp đánh mang tính chất là T cộng chứ không phải là những cái nhịp tích lũy hồi phục như trước này. Thì với một cây nến ngày hôm nay là một cây nến xấu đối với Hòa Phát, tức là nó lấp hết toàn bộ tất cả những cái nỗ lực của phiên ngày hôm qua, và những anh chị nào mà đu trong phiên ngày hôm qua thì nó cũng khá là bất ổn rồi, bởi vì phiên ngày hôm nay thì với xu thế hiện tại thì Hòa Phát sẽ có thể đánh lại về vùng 23.5. Và về đến vùng này thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo để xem là chúng ta gom hay không. Thì về cơ bản là nếu như đối với Hòa Phát thì Hùng đã có những phân tích định lượng, đó là mục tiêu của Hòa Phát là chúng ta đánh cho năm 2020. Tuy nhiên trên cái quá trình mà chúng ta đánh cho năm 2020 thì chúng ta cũng sẽ có canh những cái nhịp chỉnh lên rồi chúng ta sẽ chốt đi, và sau đó thì chúng ta sẽ mua lại.
đó, chúng ta sẽ mua lại ở những cái điểm mà giá cổ phiếu hấp dẫn hơn. Chúng ta chốt ngắn. Bản thân là trong những nhịp trước đây thì Hùng Lê cũng luôn làm như vậy, tức là nhịp mà target 24.5 này này thì Hùng Lê khuyến nghị chốt này, chốt xong thì về đến khoảng vùng 22.5 này. Có những nhịp vượt thoát lại này thì Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị mua này, và Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là sẽ nhịp này thì ta sẽ chốt cao hơn 1.000, đúng không? Vẫn còn nhớ luôn, 24.5 cộng với 1.000 là 25.5, đến vùng 26 đấy, và nhịp này chốt xong thì đấy nó lại rơi tõm xuống một phát, hồi phục lên, và đến thời điểm hiện tại thì Hòa Phát sẽ cần thêm thời gian. Bản thân là Hòa Phát đang có những cái tin tức khá là tốt về về ngành thép, đúng không? Về những cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận dự phóng của năm 2020. Khi cái sản lượng thép ở đầu phía Nam được Hòa Phát cân, đó thì đấy là những cái yếu tố, hoặc là những cái thị trường xuất khẩu thép sang Trung Quốc, sang Campuchia, sang Lào, vân vân, thì đấy là những cái thế mạnh của Hòa Phát. Chúng ta còn mã cổ phiếu nào không? Ok, về cơ bản như vậy thì chúng ta đã sẽ vừa mới view lại một số các nhóm ngành khá là căn bản của thị trường. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phân tích và định lượng VN Index của chúng ta. Thì bản thân đối với hợp đồng phái sinh, Hùng sẽ nói đến phái sinh trước, VN30F1M, thì trong buổi phiên sáng ngày hôm nay Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở trong một trong team thì nó nhiều lắm các anh chị ạ. Nó rất nhiều những cái thông tin, và bản thân thì Hùng Lê đã có những cái phân tích hỗ trợ cho rất rất nhiều những anh chị. Đây, phái sinh đang có xu hướng lấp về vùng 850 theo dự báo sáng nay, và lấp xong thì xem có kéo lại được không, và nếu tại đây đội long lật kèo thì thị trường cơ sở lại ok. Tức là một cái kịch bản đề ra đối với phái sinh, đó là phái sinh từ vùng 860 sẽ đánh lại, lấp lại vùng 850, và nếu tại vùng 850 này mà cái kèo phái sinh mà nó lại cầu long quay trở lại, và thực tế là cầu long nó quay trở lại các anh chị nhé. Phái sinh, hợp đồng phái sinh đóng cửa 857, tức là ăn được 7 điểm. Nếu như anh chị nào mà theo dõi team của Hùng Lê thì phái sinh hôm nay là ăn được cả hai chiều luôn, ăn được chiều sọc xuống, đánh xuống đến khoảng vùng 850 thì đóng vị thế, không thì từ vùng 850 lại lo ngược lại thì lại ăn tiếp 7 điểm nữa. Như vậy là kịch bản của hợp đồng phái sinh chúng ta đã dự đoán xong, chạm vùng 860, lấp vùng 850 thì đã lấp rồi, và sau khi lấp xong rồi thì từ cái vùng 850 này thì Hùng Lê đang dự báo một cái kịch bản sang tuần tới phái sinh sẽ kéo, đội long sẽ kéo về vùng 870, và về đến đây thì lúc đó thì thị trường nó sẽ có những cái sự rung lắc, sẽ có những cái sự rung lắc nhất định ở đây. Đó thì phái sinh là như vậy. Còn đối với VN Index thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Bản thân khi VN Index, bản thân trong phiên ngày 3 tháng 2, rất nhiều nhà đầu tư là không biết vín vào đâu để chúng ta phân tích, thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở quanh nền 910, biên ở đây là biên 910 đến 915 ở những cái vùng lấp gáp, và nếu những cái điểm lấp gáp mà không gãy ở cái nền này thì chúng ta sẽ có một cái xu thế hồi của thị trường chung. Thì bản thân là thị trường chung đã có hai phiên lấp lại vùng 920, và điểm lấp này thì được đánh giá là thành công khi mà lực cầu tương đối ổn định. Trong phiên ngày hôm nay thì VN Index đã tăng nhẹ và giữ được mốc 940 điểm, như vậy rất là ok. Thì với kịch bản như hiện tại thì VN Index có thể sang tuần thì VN Index sẽ chạm lại vùng 935 một tí, tức là nó sẽ còn những cái điểm test nhẹ lại ở vùng 935 anh chị nhé. Và sau khi test lại vùng 935 thì dự báo rằng cái nhịp này nó sẽ kéo được về khoảng vùng 950. Cơ bản là chỉ về được đến đây thôi, mạnh hơn thì có thể kéo buôn qua một tí vùng 950, tức là khoảng vùng 955. Nó sẽ dư ra đây một tí này. Đó, nó sẽ dư ra đây một tí, và khi kéo về đến cái vùng này xong thì thị trường của chúng ta sẽ chỉnh giảm lại một nhịp nữa, và cái nhịp chỉnh giảm này thì nó cũng sẽ song trùng với việc là nhóm ngân hàng, bởi vì hiện tại Hùng đang nhìn thấy nhóm ngân hàng của chúng ta đang gặp khá nhiều là khó khăn rồi, đúng không ạ? Chúng ta vừa mới phân tích một loạt các cái mã cổ phiếu thì gần như những cái target của nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta cũng đã đạt được hết rồi, gần như là đạt được hết rồi. Đó, chỉ có kỳ vọng là
chỉ có kỳ vọng là chúng ta có thể đánh đánh buôn qua một tí nữa thôi, chứ còn về cơ bản nhóm ngành ngân hàng của chúng ta đã đạt hết rồi. Ok, đối với kịch bản của VN Index chúng ta là như vậy. Và đến thời điểm hiện tại thì ông Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ tạm ngưng các cái điểm mua. Bản thân thì trong team của ông Lê thì ông Lê cũng đã khuyến nghị rồi, chúng ta tạm ngưng các cái điểm mua, và các cái vị thế mua mới chỉ là mua đối với những tài khoản đang có vị thế. Ví dụ như tại sao Hùng Lê lại khuyến nghị ngày hôm nay Hùng Lê khuyến nghị mua Vietcombank, và Vietcombank thì Hùng Lê cũng chỉ dành những khuyến nghị cho những anh chị có vị thế đấy, tức là nó rất là rõ ràng anh chị nhé, chứ không phải là cứ khuyến nghị mua Vietcombank đây vùng giá 90 dành cho những ai đang có vị thế nhé, mua mới không khuyến nghị đó. Vậy thì chúng ta phải luôn có được những cái mạch lạc của như vậy. Và bản thân thì trong tuần Hùng Lê cũng view view rất là nhiều các anh chị nhé, nhiều lắm. PVT đây, những cái phân tích dự báo sớm này, đây là những phân tích dự báo sớm các anh chị nhé, của nhóm ngành dầu khí, tức là sau khi mà dòng tiền thoát khỏi nhóm ngành ngân hàng thì dòng tiền sẽ đi đâu. Thì dự báo là từ năm Hùng có những đánh giá từ tháng 10 của năm 2017 đến quý 1 của năm 2020 thì túc tắc là dầu khí sẽ tạo nền và dòng tiền nó sẽ bắt đầu đi vào từ đó, và những cái mã cổ phiếu ví dụ PVS, PVD, PVT là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ bắt đầu đánh, ví dụ như vậy. STB này, STB hôm nay khuyến nghị canh chốt hàng này, cơ hội chốt ở vùng 11.5 là có này, đó, ok, vân vân nhiều lắm. Thôi chúng ta sẽ không 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 nói ở trên team nữa, bởi vì nếu mà nói thì chắc là sẽ mất khá là nhiều thời gian. Ở phần thứ ba thì Hùng Lê sẽ điểm qua nhanh, Hùng Lê sẽ điểm qua nhanh một số các cái mã cổ phiếu mà chúng ta có đề cập vào một số các cái mã cổ phiếu ok một tí, chứ còn về cơ bản thời điểm hiện tại là Hùng Lê đã có những khuyến nghị rồi, chúng ta hạn chế mua trong thời điểm hiện tại. Ở C2 đối với mã cổ phiếu C2 thì chúng ta Hùng Lê phân tích có những cái nhịp ở đây từ vùng 25 này đạt về vùng 22 này, 22 thì lại phân tích tiếp về vùng 25, và trên thực tế thì rất nhiều những cái tài khoản mà Hùng Lê khuyến nghị đã chốt được C2, anh chị lưu ý đã chốt được C2 ở vùng 25 và vùng 25.5. Vùng 26 thì không dám nói, bởi vì là vùng 26 đấy là những cây nến nó bung lên thì Hùng chỉ đạt được đến khoảng vùng 25.5. Sau cái nhịp 25.5 này thì có những cái điểm mà đánh giá ở khoảng vùng 25, tuy nhiên là C2 đã giảm lại về nền, tức là giảm lại về vùng 23 đến vùng 23.5, và đến vùng này thì chúng ta tiếp tục khuyến nghị ở những cái tài khoản đang có nắm giữ C2 thì chúng ta sẽ tiếp tục mua. Chúng ta sẽ tiếp tục mua, và mua xong thì chúng ta lại canh chốt lại nhịp này thì khả năng là C2 lại có những cái điểm đánh lại về vùng 25, thì bản thân là C2 thì chúng ta cứ cày đi cày lại như vậy thôi. Và nếu như chúng ta nhìn ở một cái xu thế chung và dài hạn một tí, C2 thì cũng đang nhìn một cái kênh xu thế chung và dài hạn một tí, tức là C2 đã đánh mất khoảng tầm 50% về trị giá sau khi đã tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây, thì C2 đã rơi một cách dã man và tàn bạo, và cũng rất là đáng cay đúng không ạ? Những anh chị nào mà mua ở vùng này thì chắc chắn là bây giờ cũng cũng gọi là đi về một cái nơi xa lắm, và thậm chí là những anh chị đấy là bây giờ đã không còn tồn tại trên thị trường chứng khoán nữa. Thì khi C2 chạm về ở những cái vùng hỗ trợ đây ở vùng 20 thì Hùng Lê đã có đây những cái vùng ở đây này, thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, và bản thân hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng C2 đang có những nhịp đi sóng dài. Nhịp đi sóng dài nó sẽ thỏa mãn khi mà C2 vượt được khoảng vùng 26 và mạnh hơn ở đây khoảng vùng 27. Đấy là khi mà C2 vượt thoát được, và để vượt thoát được thì C2 luôn có được những cái nhịp tăng lên, giảm xuống, tăng lên, giảm xuống, và Hùng Lê luôn tìm những cái điểm hỗ trợ để cho nhà đầu tư của chúng ta có thể về đến cái điểm hỗ trợ đấy thì chúng ta vào hàng, về những điểm kháng cự chúng ta ra. Đó, về đến điểm kháng cự chúng ta ra thì C2 là một mã cổ phiếu mà có thể đánh hay ở năm 2020 theo như dự báo của Hùng Lê. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu SGS xem. SGS thì nó không có gì cả. SGS thì cơ bản là con này thì đánh những cái nhịp nó tương đối là ngắn, vùng hỗ trợ đây vùng 16, gặp hỗ trợ 16 thì mua. Hiện tại thì phải cần đánh bật qua vùng 17 thì có thể target ngắn đánh chạm vùng 19 chấm hết, đối với SGS không có gì hơn.
TDH là một mã cổ phiếu bị gãy nền ở đây, nền phân tích của chúng ta đây là khoảng 9.7 đến 9.10 thì một các anh chị đang có trong tài gọi là đang đang có vị thế thì anh chị đã tiến hành cái điểm mua đảo hàng ở đây để giảm giá vốn để chúng ta canh chúng ta chốt. Trong cái nhịp phân tích trước đây thì ông Lê kỳ vọng chạm về vùng 11 nhưng mà thực tế là lên được đến 11 10.5 thì là bị đứt gánh. Với những vị thế hiện tại thì TDH cũng chưa thể tăng mạnh được ngay đâu các anh chị. Khả năng để chạm lại được khoảng biên trên mắc thì chạm lại vùng 10, sau đó lại chỉnh giảm và tích lũy. Thành công, nếu như thành công là sẽ tích lũy đi ngang ở quanh cái biên chúng ta ở đây 9.7 đến vùng 10, sau đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. KBC thì như thế nào nhỉ? KBC. KBC đạp lại vùng hỗ trợ 14.2. Kháng cự vùng 15.7 đến vùng 16 không có gì thay đổi. Gặp hỗ trợ thì chúng ta mua, gặp kháng cự chúng ta bán. Nếu như KBC mà đánh trên trên tuần thì được, đánh trên trên ngày chúng ta cảm thấy khá là khó chịu đối với mã cổ phiếu này. HBC. HBC bản thân HBC trong một cái nhịp nó khá là dài, HBC cũng đã mất tương đối nhiều, từ vùng giá cứ cho khoảng vùng giá 40 còn 10 tức là mất 30. 30 trên 40 các anh chị cũng thể tính toán được một cái tọa độ là thị giá của HBC đã bị giảm đi rất là nhiều như thế nào. Trong thời điểm hiện tại thì Hùng cũng đang có những cái đánh giá sơ bộ, tất nhiên là nó sẽ chưa chính thức, đang có những cái đánh giá sơ bộ của một cái nền tạo lập ở đây là vùng 10. Biên tích lũy ở khoảng vùng 10.5 đến khoảng vùng 11.3 biên tích lũy ở đây. Và HBC kỳ vọng là sẽ đi ngang vùng này, tức là gì? Đi lên đập về khoảng vùng 11.8 thì có thể lại đạp lại đó, đi 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 lại lại ở cái vùng này, gọi là người ta gọi là cày cày sới. Cày sới tốt ở vùng này xong thì khi nào mà chúng ta có được những cái tín hiệu kỹ thuật tốt thì chúng ta sẽ có thể mua. Ở với góc độ hiện tại, nếu như chúng ta kỳ vọng ở một cái điểm dài thì chúng ta có thể canh dần ở trong cái vùng này, tức là khoảng vùng 10.5 gì đấy, khoảng cái vùng này chúng ta mở mua khoảng tầm độ 30% vị thế và chúng ta sẽ chờ khi mà HBC vượt thoát được khoảng vùng 11.8 đến vùng 12 ở đây, thì khi đó thì chúng ta sẽ tính toán những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng đối với mã cổ phiếu HBC. Ngày hôm nay CTD là một mã cổ phiếu Hùng Lê cũng đang có những phân tích định lượng ở thời điểm hiện tại. CTD thì sau sau những cú tăng trưởng thần kỳ thì bây giờ nó cũng đã mất gần từ 200 220 bây giờ còn 60 đi, cho còn 60 tức là mất tương đối lớn. Mất 160.000 và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã quan tâm lại được chưa? Thì hiện tại là đây là những nhịp đánh ngắn anh chị nhé, CTD chưa chưa hết cái chu kỳ giảm đâu, và khi nào giảm hết chu kỳ giảm thì đó Hùng mới có những cái phân tích định lượng. Còn bây giờ là đây là những nhịp đánh ngắn mà ông Lê kỳ vọng là cổ tích công đã đánh ngày hôm nay thì đánh vượt thoát vùng 55 đây này. Biên ở đây là biên trung bình là khoảng vùng 52 52 đến vùng 53 thì chúng ta có thể mua ở đây, và kỳ vọng ở trong nhịp này target ở nhịp này ở vùng 70 thì Hùng đã có phân tích ở trên team Zalo VPSN01 anh chị nhé. Như vậy là đây là một cái nhịp đánh ngắn thôi, đánh ngắn của cổ tích công. Ngân hàng và chứng khoán thì rõ ràng trong một cái thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt dần gần như chốt dần, cũng đạt hết target rồi, chỉ còn một số các cái mã cổ phiếu nho nhỏ nữa thôi. Chúng ta phân tích cái cặp TVB. TVB là một cái mã cổ phiếu Hùng Lê vẫn vẫn phân tích. Cái anh này thì anh ấy thanh khoản nó hơi thấp, tuy nhiên là cái tạo lập của anh này cực kỳ tốt đấy, anh chị nhìn thấy chưa? Trong một cái nhịp tạo lập trước đây thì cũng đã có phân tích ở nhịp này đủ T cộng 3 luôn, các anh chị xem lại đi, đủ T cộng 3 cho TVB để chúng ta chốt. Sau khi nhịp chỉnh giảm thì cũng có đề cập đến nhịp 14, tức là nếu mà không cãi nền 14 thì như vậy là chúng ta lại có một cơ hội đánh tiếp một cái nhịp thứ hai là chạm vùng 16 đến khoảng vùng 16.5, và với những cái tín hiệu kỹ thuật và dòng tiền đánh như hiện tại như này thì cái cơ hội mà về vùng 16.5 đến vùng 16.5 là hoàn toàn khả thi, thậm chí là có thể mạnh hơn, có thể đánh chạm vùng 17 trong nhịp này. Đó, đôi lúc những cái mã cổ phiếu nó ai ai nhưng mà nó lại đánh rất là đẹp luôn.
VND thì đã phân tích các anh chị nhé, khuyến nghị chúng ta mua. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu STB. Bản thân STB thì trong phiên ngày hôm nay một số các tài khoản đã chốt ở vùng khoảng vùng 11.3 đâu nè, 11.3 đó, các anh chị đã chốt được vùng 11.3 rất là tốt luôn. Thì bản thân là hiện tại hai phiên gần đây thì STB đã bắt đầu có những phiên bung cầu, đã có những phiên bung cầu, và với những phiên bung cầu này thì đã mua được chưa? Đấy, vấn đề là đã mua được chưa? Thì sau cái nhịp chốt này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại ở những cái vùng nào, ở những cái vùng nào thì khi mà banh chỉnh thì đây này khoảng vùng 10.6 đó đẹp nhất. Thì khi banh chỉnh thì STB sẽ hai phiên bull cầu lên như vậy thì nó sẽ có những nhịp trả lại đây, và từ những nhịp trả ở đây thì chúng ta sẽ mua. Đó là những cái tư vấn định hướng cho những cái tài khoản mà đang nắm giữ STB. Hùng Lê quản lý. Sau cái chỉnh giảm ở đây thì STB chúng ta lại có thể có được một cái nhịp chốt. Ngày hôm nay thì Hùng dự phóng là chốt được 11.5, nhưng mà 11.5 không đến nơi, chỉ lên đến 11.45 thôi, và sau đó thì có một cái nhịp tụt áp xuống. STB như vậy là sẽ đánh sau một cái nhịp chỉnh giảm này thì sẽ kéo lên ở vùng 11.5. 11.5 xong thì có kéo lên tiếp không nhỉ? Được đấy, nhịp này là STB kéo đấy. Kéo được. Kéo được, và nhịp này kéo được thì thôi, cơ bản là bây giờ mình sẽ chỉ phân tích đến vùng 11.5 đã. Chờ một cái nhịp ở đây này, chờ một cái nhịp giảm ở đây để vùng 11.5, và mạnh hơn thì có thể là vùng 12. Đó, 12, và đây cũng là các cái nhịp target ngắn. Bây giờ cứ tạm thời phân tích ngắn thế đã, bởi vì là thị trường chung của chúng ta thì nó cũng đang khá là bất ổn. Chạm về 11.5, xả xuống vùng 11 à, 10.6 đến khoảng 10.7, và sau đó thì kéo lên ở với STB. SHB. SHB bản thân SHB thì cũng đã có những cái phân tích định lượng ngay từ trong cái phiên sau cái phiên ngày 3 tháng 2. SHB đã có một nhịp chỉnh giảm về một nhịp tăng về vùng mắc, gần chạm được vùng 8 và cũng đang kỳ vọng chốt được vùng 8. Tuy nhiên là trong phiên ngày hôm nay thì SHB đã bị gãy các anh chị nhé. Lấp gãy như này là xấu, tức là ông tạo một cái gap lên đây và ông lấp thế này là ông lấp gần hết rồi đấy, ông lấp gần hết rồi. Và với cái việc ông lấp gần hết như thế này thì trong ngắn hạn SHB sẽ chịu áp lực chỉnh và sẽ chỉnh về đâu thì chúng ta sẽ có thể, nó sẽ chỉnh về đâu ta, cây nến này. Các anh chị chờ Hùng cân một tí nhé, bởi vì là không phải là cứ nói là thích chỉnh về đâu là chỉnh đâu. Tất cả mọi thứ nó đều có phải cân đo đong đếm, và đều có những cái phân tích. Như vậy là theo như tọa độ của Hùng đánh giá ở đây thì STB, à xin lỗi cả nhà, SHB sẽ chỉnh lại về vùng 7 6.5, 6.5, 6.5. Đây chúng ta đây khoảng chỉnh lại về vùng 6.5 ở đây. Chỉnh về vùng 6.5 xong đó thì cổ phiếu sẽ sideways, sẽ đi ngang. Đó, chỉnh về ở đây, tích lũy đi ngang ở đây. Đây gọi là xu thế tích lũy cấp 2. Đây gọi là xu thế tích lũy cấp 2, xu thế tích lũy cấp 1 ở đây, ở vùng 5. Đó, cấp 1 ở vùng 5 ở đây, và đây sẽ là xu thế tích lũy cấp 2 ở vùng 6.5. Đi ngang ở vùng này, và sau sau khi đi ngang thì thanh khoản của SHB sẽ rơi về khoảng 2 đến 3 triệu cổ phiếu trên một phiên. Nó dập dìu ở đây, gọi là dập dìu cánh én về hay là chim én về hay là cái gì đấy, nhớ một cái bài hát mang máng như vậy. Và sau đó thì tạo lập sẽ tiếp tục đánh lên, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm đánh của tạo lập thì chúng ta sẽ chờ sau. Trước hết là chúng ta sẽ phân tích một cái nhịp chỉnh giảm ở đây ra. Về về mặt lý thuyết là phiên lấp gáp hôm nay là xấu, tức là một cái cây nến lấp lấp này là xấu, và lấp như này thì cũng rất có thể là sẽ có một phiên lấp tiếp kiểu này,
đó, hoặc là lình xình một hai phiên tiếp lớp tiếp kiểu này, tức là dự báo một cái tọa độ ở khoảng vùng 6.5 đối với SHB, anh chị lưu ý. Ba mã cổ phiếu dầu khí PVS, PVD, PVT chúng đã phân tích rồi, chúng ta xem mã cổ phiếu cao su DRC. DRC. Bản thân DRC thì khi DRC chạm về vùng 22.5, đây là cái vùng hỗ trợ dài, và trước đây thì cũng có đề cập đến việc là DRC khả năng là sẽ có được những cái sóng dài. Nhưng mà tạo lập của con DRC này nó cũng rất là ngắn này. Đi nhịp ngắn, và cái vùng ở đây vùng dự kiến vùng 26.5 đến vùng 27 là một cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu, kháng cự mạnh của cổ phiếu, tức là phải phải có một cái lực đánh cực kỳ mạnh của DLC thì mới có thể buôn qua được, về cơ bản trong ngắn hạn thì DLC chúng ta mắc thì chúng sẽ hồi lại được ở đây là khoảng vùng 25, nhưng cây nến ngày hôm nay là một cây nến nó lấp lại một tí gap ở đây thì về cơ bản là không sao cả, và cái biên định lượng là vùng 22.5. Những cái tài khoản nào mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể lưu ý cho Hùng cái mốc hỗ trợ 22.5 ở đây này. Đó thì có thể là phiên ngày hôm nay là có một phiên trả cầu này, trả cầu lại thì có thể sẽ chạm lại ở biên trên là khoảng vùng 23. Xem xét ở vùng này không gãy thì có thể mua để bắt lại một nhịp ở đây, cơ hội đánh một sóng dài của DRC anh chị chồng tí xem là hơi khó, bởi vì cái vùng kháng cự này nó dày quá, vùng kháng cự 27 này nó khá là dày, khả năng đây cũng là cái vùng vùng đỉnh tạo được của DRC ở trong cái nhịp này. DRC cũng đã có một cái nhịp tăng khá là tốt từ vùng giá 18 mà lên đến vùng 26, như vậy là cũng tăng được khoảng tầm 8.000, khoảng tầm 50% thị giá rồi đấy. Nếu mà như vậy là vùng này sẽ là vùng khó của DRC. Hàng không, mã cổ phiếu thép, ôi đang nhiều mã cổ phiếu thế nhỉ, Hoa Sen và Nam Kim, HSG. Hoa Sen thì về cơ bản chưa có gì các anh chị. Hoa Sen thì chúng ta đã tìm thấy một cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng khoảng vùng 7.7 đến vùng 8, tích lũy lại đây, thôi, cần thời gian. Nam Kim thì cũng như vậy, chúng ta tìm vùng tọa độ 7.5 đến 7.7 ở đây, tích lũy lại ở đây với lượng cầu thấp ở trong thời điểm hiện tại, và nhóm thép thì nó cũng đang có những dấu hiệu suy yếu nhất định. Đấy là những cái đánh giá mùng lên là đánh giá ở trên team Zalo. TLH thì cũng bị gãy nền. Bạn TLH, bản thân TLH thì cũng bị gãy nền đây anh chị, vùng 3.2, tức là lại tích lũy quay trở lại đây. Thêm thời gian. Kháng cự dày ở vùng 4.3. Chưa có những cái điểm mua đẹp. Hàng không hôm nay thì có HVN và VDC hồi, HVN thì bản thân cũng đang hồi kỹ thuật thôi. Sau một nhịp rơi mạnh, và HVN thì chúng ta view ở một cái góc tổng thể ở đây. Vùng hỗ trợ dài của HVN vùng 26 đến vùng 26.5, và chúng ta thấy rằng là đã có khoảng 2 3 lần, 3 lần HVN rơi về vùng này và không bị gãy, thì về bản thân chính vì lý do như vậy nên là HVN khi rơi về đây thì chúng ta nhìn thấy một cái lực cầu bắt đáy bắt đầu quay trở lại, và HVN thì khả năng là sang phiên tuần tới sẽ có những phiên trả lại vùng 27.5. Trước khi mà hình thành một cái nhịp hồi phục ở đây thì nhịp hồi phục mắc này thì có thể quay lại ở được mạnh thì sẽ quay lại được ở đây, tức là quay lại được cái vùng vùng trước đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ à vùng vùng hỗ trợ thì bây giờ sẽ trở thành vùng kháng cự ở đây khoảng vùng 32. Họ nhà Viettel thì bây giờ trong giai đoạn này chúng ta tập trung vào mã cổ phiếu VGI. VGI trong trong cơn bão thì VGI cũng không bị gãy nền. Như vậy chứng tỏ rằng VGI là một mã cổ phiếu tương đối ổn định trong thời điểm hiện tại, và cũng đã có những phân tích định lượng ở vùng 23 đến vùng 25. Biên trung bình ở đây chúng ta lấy vùng 24, và đây là cái vùng mà chúng ta sẽ mở mua vị thế, và chúng ta sẽ chờ khi VGI có những phiên đánh vượt thoát vùng 27 chúng ta mở mua hết để kỳ vọng một cái nhịp đánh khoảng chạm khoảng vùng 3x, 31, 32 gì đó. VGI thì trong giai đoạn hiện tại như vậy. CTR thì
Sao CTR trong phiên ngày hôm nay Hùng Lê cũng đã một số các anh chị hỏi Hùng Lê là có mua không, thì Hùng Lê bảo là có thể mua được, đánh T cộng, mục tiêu đánh chạm vùng 51 đến vùng 51.5, tức là một nhịp T cộng nho nhỏ ở đây, được hồi phục, được hàng T cộng 3 về chúng ta bán VTK. VTK thì túc tắc ở vùng 25, nếu như mà chúng ta mà đánh họ Viettel thì cũng được. VTK trong giai đoạn hiện tại ở vùng giá 25 túc tắc mua. Đâu đó nếu mà nó tạo lập nó đánh lên từ vùng này thì cũng tương đối đấy. VTK ở một cái nhịp trước này cũng đã có những cái nhịp đánh tương đối mạnh. Ta xem ở đây nhé, vùng 25 khuyến nghị mua. Dệt may có TNG, TCM và PGT, TNG. Bản thân TNG thì lại quay trở lại về vùng nền tích lũy anh chị nhé, chưa thể tăng ngay được, chưa thể tăng ngay được. Vùng hỗ trợ 14 và ở đây thì sẽ có những phiên trả lại cầu ở vùng 15 đến vùng 15.5, chưa tăng mạnh lại được ngay đâu. TCM chạm vùng hỗ trợ 19, ở đây là vùng hỗ trợ dài là vùng 19 và TCM sẽ có những cái nhịp quăng cuột ở đây, đánh lên đánh xuống, đánh lên đánh xuống. Trước khi mà hình thành một cái nền tăng mới ở đây thì TCM sẽ có những cái nhịp đánh đánh lên đánh xuống ở đây, và thời điểm này thì chúng ta cũng đưa TCM vào danh mục quan sát. VGT khuyến nghị mua ở vùng giá 9. Bản thân VGT thì tạo lập, lịch trình tạo lập của VGT cũng tương đối là ác chiến nha anh chị. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà VGT đánh đánh vượt thoát lên, chính vì vậy nên là 8.5 Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng và khuyến nghị mở mua, đó là ba mức giá VGT. VGT 2 ngày trước bắt đầu chiến đấu vùng giá 1, 9, giá 2, 8.5 và giá 3 là 8, và chúng ta đưa ra ba cái mức giá như vậy để chúng ta căn những cái điểm mua. Đấy là đây đang là những cái điểm mua vị thế. Đây đang là những cái điểm mua vị thế và đây là sau hai phiên, phiên này là một phiên test test cầu này, hôm nay có giá 9, hôm nay có giá 9, như vậy là những cái tài khoản mà theo như Hùng Lê khuyến nghị thì chúng ta đã có thể mua được cùng giá 9 rồi. Thậm chí thấp hơn một tí, và chúng ta sẽ có ba cái điểm mua này đối với điểm đánh của VGT. VGT thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì hôm nay đánh giá đang khá là ok rồi, chúng ta có thể mua và chúng ta chiến đấu được trong nhịp này. Thủy sản MPC, đối với MPC cũng như vậy, Hùng đã có những cái phân tích định lượng sau một nhịp chỉnh giảm ra thì Hùng không nhắc lại, và thời điểm hiện tại là MPC nó cũng sẽ có những cái nhịp tạo lập đánh lên đánh xuống, đánh lên đánh xuống, và cái vùng giá mà Hùng Lê khuyến nghị đó là vùng 20.5. Chúng ta có thể mở mua ở vùng này và chúng ta sẽ chờ khi MPC có những cái tín hiệu kỹ thuật đánh bung nóc, tức là bung cái nền 25 thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đối với MPC. Thủy sản Minh Phú, thủy điện NT2, NT2 trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng sẽ đưa vào quan sát thôi, chứ còn đánh thì chúng ta sẽ chưa đánh nhịp này. NT2 nhịp này dự kiến mắc kéo chạm vùng 21, chạm vùng 21 xong đạp lại, đạp lại đẹp nhất thì đạp lại vùng nền 19, tích lũy lại được, và sau đó thì lại có những cái nhịp đánh lên kéo xuống ở đây. Những cái nhịp đánh lên kéo xuống ở đây, những nhịp đánh lên kéo xuống, và đến lúc nào mà hình thành xong thì chúng ta có thể chúng ta sẽ canh để chúng ta mua, và cái nhịp đánh quang cột này thì chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ có những cái điểm mua gom quanh vùng 19.3, 19.3 hoặc là 19.4 gì đấy, 9.5 đi cho nó máu đấy, khoảng cái vùng này chạm vùng 21 và sẽ có những nhịp quang cuột ở đây, và chúng ta sẽ thêm xem là cái vùng 19.5 này có bị gãy không. Không bị gãy tích lũy lại được thì chúng ta sẽ mua ở điểm sau này, và sau đó chúng ta sẽ chờ những cái điểm mua hết. Đấy là những cái điểm mà NT2 đánh bung được qua vùng nền 21 thì đấy là những cái điểm mua hết. Vận tải Super Đông Kiên Giang SKG, bản thân trước khi mà dịch cúm xuất hiện thì Hùng Lê
có đánh giá rằng SKG sẽ là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta dự kiến là chúng ta sẽ đánh ở khoảng năm 2020. Khi đó thì ông Lê cũng đã có những cái view khá là tổng thể của mã cổ phiếu SKG và ông đã có những cái phân tích định lượng cho các anh chị rồi. Tuy nhiên khi dịch cúm phát sinh thì SKG chắc chắn sẽ có những cái kết quả tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh. Chắc chắn là mọi người cũng biết rằng là Super Đông Kiên Giang là chuyên về vận tải hành khách và đi du lịch ở đảo Phú Quốc. Đó. Và khi dịch bùng phát như này thì cái sản lượng mà mọi người sẽ không đi du lịch nữa, và chính vì vậy nên là chắc chắn là kết quả kinh doanh trong quý 1 của Super Đông Kiên Giang sẽ giảm sút rất là mạnh, chắc chắn là như vậy luôn. Chính vì vậy nên là chúng ta cần phân tích và định lượng lại mã cổ phiếu này. Thì về cơ bản về tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì ông Lê vẫn đánh giá vùng 11.25, đây sẽ là những cái điểm tỳ bật và chúng ta vẫn có thể mua ở vùng này, vùng 11.25. Sẽ có những cái điểm kéo lên chạm khoảng vùng 12.5, tức là bây giờ thì nó lại phải kéo đi kéo lại ở vùng này, người ta gọi là kéo nhị đấy, kéo đi kéo lại và khi kéo 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 vượt thoát được cái vùng 13 đó, khi kéo vượt thoát được cái vùng 13 thì khi đó thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Còn về cơ bản ở vùng 11.25 thì vẫn là một cái điểm mua an toàn theo như quan điểm của ông Lê như vậy. KDC thì nó đi giống mô hình với C2, vùng hỗ trợ KDC vùng 18 ở đây sẽ là cái vùng hỗ trợ để chúng ta có thể có được những cái nhịp đánh dài của KDC. Về cơ bản là cứ em này cũng như vậy, như con C2 thôi, cứ kéo lên kéo xuống, và chúng ta tìm những điểm hỗ trợ để chúng ta vào hàng, và chúng ta tìm những cái điểm kháng cự trong ngắn hạn để chúng ta ra hàng. Đó thì những cái điểm kéo lên kéo xuống như này. Đó, những cái điểm đánh ngắn, và sau những cái điểm đánh ngắn rồi thì lúc đó cổ phiếu nó mới có một cái kênh sóng dài. Thì bản thân KDC Hùng đánh giá cũng là một mã cổ phiếu rất là hay cho năm 2018. Khu công nghiệp IDV, mã này thì đừng có xem trên ngày, xem trên ngày thì khó chịu, ăn cổ tức, mục tiêu ngắn ngắn thì chạm 50. Cơ bản như vậy, thanh khoản nó thấp quá nên là không khuyến nghị chúng ta đầu tư. Ai mà thích ăn cổ tức thì vẫn tham gia. PNG phân tích rồi, công nghệ FPT phân tích rồi, DGW hôm nay cũng đã khuyến nghị các tài khoản ra hàng từ vùng 25, bởi vì đây là một cái nhịp hồi phục đủ T cộng, và sau một cây nến bull mạnh như này thì nó sẽ có xu hướng đạp lại. Nếu mà khỏe thì là sẽ đạp một nửa, còn không thì sẽ đạp hết, và cứ an toàn thì chúng ta chốt và về lại vùng 23 hoặc vùng 23.5 chúng ta mua lại không có sao cả. DGW thì vẫn là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là những mã cổ phiếu đánh theo những cái kênh sóng dài, và trên kênh sóng dài đó thì chúng ta lại có những điểm hỗ trợ chúng ta mua, điểm kháng cự chúng ta chốt, lưu ý như vậy để chúng ta bảo toàn được cái lợi nhuận ở những cái thời điểm hiện tại. Hùng phân tích một số mã cổ phiếu pen, đó là AMD. AMD đã chạm lại vùng hỗ trợ ở đây, biên chúng ta phân tích vùng 1.6 đến 1.8, biên trung bình 1.7, khuyến nghị mua ở đây, và sẽ chờ khi mà lực cầu, những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đang khá là tốt, và chỉ có một cái phiên bung cầu, tức là một cái phiên mà nó bứt mạnh, vượt thoát khỏi cái nền khỏi 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 cái nền ở đây là đây vùng kháng cự dài ở đây, vùng 2.2 trước, một cái bứt phá ở quanh qua một cái nền 1.8 này thì target tiếp theo của AMD đó là vùng 2.2 ngắn ngắn như thế này đã, những cái nhịp hồi phục này vùng 2.2 AMD khuyến nghị mua rồi. Hai biên tích lũy của hai vùng 2.2 đến vùng 2.5, biên trung bình 2.35 khuyến nghị mua ở vùng 2.35. Sau một số cái nhịp đánh dẫn ở đây thì từ vùng 2.35 này thì hai sẽ đánh chạm lại vùng 3. Đó, target ngắn ngắn như vậy đã. Sau khi chạm vùng 3 rồi thì có thể có một vài cái nhịp đạp ở đây nữa. Có những cái nhịp đạp ngắn ngắn ở đây và sau đó thì đánh lên hay là như thế nào đó thì cũng sẽ phân tích các cái nhịp phân tích tiếp theo đối với mã cổ phiếu 2. Hôm nay thì có thêm một mã cổ phiếu trà đá nữa cũng đã khuyến nghị mua, đó là HAR, chúng ta canh ở vùng 3.
Bởi vì ông thấy là khi cứ chạm về vùng này thì gần như cổ phiếu này lại được tạo lập đánh lên, thì chúng ta hãy cứ thử đi về vùng 3 chúng ta mua xem đó, và từ vùng 3 mà đánh lên được vùng 5 là cũng 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 ổn ổn đấy chứ, tăng tương đối. Nếu mà mạnh mà đánh được khoảng lên vùng 4.5 đấy, những cái MA PEN này nó chạy rất nhanh, lợi nhuận thì nó lớn. Tuy nhiên là những MA PEN này thì không làm giàu được anh chị nhé, chúng ta mua một góc độ gọi là đủ uống cà phê, đủ uống trà đá thôi, là ha là như vậy. Chúng ta phân tích thêm một cái mã cổ phiếu FRT nữa thì chúng ta sẽ dừng phân tích ở đây. FRT, bản thân FRT là một cái mảng phân phối bán lẻ của thằng FPT, và từ lúc lên sàn từ vùng giá 70 thì đã mất 50k và về đến vùng giá 20, thì liệu cái vùng này thì chúng ta sẽ phân tích và định lượng như thế nào đối với mã cổ phiếu này. Thì về cơ bản đến thời điểm hiện tại đã có xuất hiện những cái phiên phân phối giảm, tức là những cái lượng hàng bắt buộc bán ra. Đây là những cái phiên phân phối giảm của FRT, và sau đó thì những cái lực cầu, những cái lực cung lấp lại đang khá là tốt, và ông đang đặt ra ở đây một cái biên ở khoảng vùng 16.5 đến vùng 19.5. Ok, và biên trung bình của chúng ta sẽ định lượng ở khoảng vùng 17.5 hoặc là 17.7 đó, khoảng từ vùng này. Thì về cơ bản FRT sẽ có những cái xu thế đi ngang ở quanh vùng này, xu thế đi ngang ở quanh vùng này, tức là có thể kéo lên rồi lại đánh xuống rồi lại kéo lên, tức là cái xu thế hiện tại là vẫn đang là xu thế đi ngang để tích lũy nền, và sau một cái xu thế tích lũy đi ngang đi nền này thì sẽ có một cái phiên đánh vượt thoát, sẽ có những cái phiên đánh vượt thoát, thì phiên đó thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết. Đối với những cái khuyến nghị hiện tại thì ông Lê khuyến nghị chúng ta có thể tham gia FRT ở quanh vùng 17.5 đến vùng 17.7, đấy là những vùng mà chúng ta có thể tham gia vị thế khoảng 30% đến 40%, và sau khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên đánh vượt thoát để chúng ta có thể đánh, để chúng ta có thể mở những cái điểm mua hết của chúng ta. Ok, như vậy là chúng ta vừa phân tích về thị trường, phân tích về mặt cổ phiếu và phân tích về mặt xu hướng. Với những quan điểm thận trọng của Hùng Lê thì chúng ta sẽ các cái điểm mua thì chúng ta sẽ nên mua những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có ở trong vị thế. Hiện tại những cái kịch bản về phân tích về hợp đồng phái sinh cũng như VN Index của chúng ta và các cái mã cổ phiếu thì Hùng Lê đã phân tích xong. Các cái nhóm ngành mà thế mạnh để đánh chủ lực ở trong tuần tới thì hiện tại Hùng Lê chưa nhìn thấy. Hùng Lê chưa nhìn thấy. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ phải hết sức thận trọng ở trong cái thời điểm sắp tới, bởi vì khi nhóm ngân hàng nó có thể nó sẽ có một vài cái điểm lùi trước lúc mà hình thành được cái nền tích lũy xong để có thể đánh tiếp một nhịp và tiếp theo, thì khi đó thì ông Lê sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Và ông Lê cũng trân trọng kính mời tất cả những anh chị em là cộng đồng nhà đầu tư thì về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, và để tham gia cái nhóm hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê, đó là Room VPBS N01, để cập nhật những cái tình hình mới nhất về thị trường và những cái góc nhìn đó, thì là để cho nhà đầu tư của chúng ta có những cái góc nhìn tham khảo. Còn quyết định đầu tư thì vẫn về cơ bản là quyết định đầu tư thì vẫn là ở các anh chị mà thôi. Và cùng đồng hành với team cùng Lê trên kênh chứng khoán Chiến binh đến từng con sóng, các anh chị có thể share những cái bản tin video phân tích thị trường cùng Lê đến với nhiều nhà đầu tư hơn, để cho những nhà đầu tư đâu đó ở trên mọi miền của Tổ quốc của chúng ta chưa biết đến những cái cách định lượng về thị trường, định lượng về cổ phiếu, thì chúng ta có thêm một cái góc nhìn, có thêm một cái kênh tham khảo nữa. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các cái bản tin tiếp theo.